Hôm nay là ngày 26 tháng 1, khoảng 12 giờ chúng tôi đang ở Nantes, Pháp. Và trước mặt chúng tôi là có giáo sư Vu Quoc Thuc. Dạ xin chào giáo sư. Kính thưa giáo sư cho biết tên nghề nghiệp trước khi về hưu và hiện đang sinh sống tại thành phố nào ạ? Dạ thưa, từ trước tôi xin chào chị và xin chào quý vị khán thính giả. Tôi sang Pháp từ năm 1978. Thì tôi sau đó tôi được tiếp tục dạy học ở Đại học Paris. Thì cho đến năm 1988, tức là 10 năm sau, thì tôi về hưu. Thế từ ngày sang Pháp đó, thì có thể coi như chỉ có một năm sau thôi là tôi đến ở cái vùng Nanterre rồi này. Đây là một cái khu nhà có cái mới đầu thì có cái tính cách là nhà của nhà nước xây dựng và cho thuê theo cái giá bình thường. Giờ sau nhưng mà sau này đó, giờ nó xuống cấp, nó đổi thành là nhà mà tiền thuê nó phải chăng rất rẻ, có tính cách xã hội. Thì tôi ở đây đã được từ suốt từ năm 1979 và cho đến bây giờ. Và hôm nay tôi rất hân hạnh là được tiếp bà đó, và để trông thấy là cái môi trường sinh hoạt của tôi cái lúc về hưu như thế nào. Trước kia đấy, có nhiều người mà cái thời trước năm 75 đấy thì tưởng rằng là ai mà được ra ngoại quốc, tất nhiên là có tài sản ở ngoại quốc, thì nhà cửa đẹp đẽ sung sướng phong túc. Thì tôi đó từ 30, như thế là rất là 34 năm nay đó, tôi vẫn ở cái ngôi nhà này không có thay đổi. Và nhà Pháp mới gọi là HLM, habitation à loyer modéré, là khu nhà xã hội. Thì cái điều đó nó đủ cho mọi người thấy là cái trong đồng bào và vượt biên ra ngoại quốc ấy, không phải là ai cũng là triệu phú hay giàu có cả đâu, mà rồi cũng phải sống bằng trí óc hay là bằng tay chân của mình. Thì tôi tự coi tôi như là một người lao động trí thức ở đây về hưu, và rất mừng là được ở một cái nơi an lành trong một bầu không khí có thể nói là hòa bình, hòa hợp. Và hơn thế nữa, gần như là lúc nào cũng là được theo dõi thời cuộc từng giây từng phút. Đó là một cái điều mà lúc mà ở Việt Nam đó, tôi ao ước. Và riêng một cái chuyện là được theo sát thời cuộc, được hiểu rõ thời cuộc là tôi thấy là một cái điều sung sướng rồi. Dạ, con xin cảm ơn giáo sư. Giáo sư, con xin lỗi, con xin phép được hỏi là giáo sư năm nay bao nhiêu Dạ, tuổi ạ? thưa tôi năm nay tôi sinh năm 1920. Như vậy là năm nay tôi được 93 tuổi. Dạ. 93 tuổi. Vâng. Dạ, cảm ơn giáo sư. Và thưa giáo sư cũng cho biết thêm là giáo sư rời Việt Nam trong hoàn cảnh nào cơ? Thưa giờ cái lúc mà Việt Nam là bị mất đó, thì tôi còn đang ở Sài Gòn với cả gia đình. Và cái lúc đó đấy, thì tôi đang dạy học ở trường luật Sài Gòn. Thì tôi chủ trương của tôi là phải cố gắng ở lại trong nước để mà tiếp tục sinh hoạt, vì tôi tin rằng là không có cái lý gì mà khi đất nước thống nhất độc lập mà lại phải bỏ nước ra đi cả. Vì tôi xin nhớ tôi là thuộc về cái loạt người đó, mà ngay từ cái năm mà tôi đậu
thạc sĩ kinh tế học rồi. Là tôi có quyền lúc đó tôi đi ở một cái thuộc địa Pháp là ở Guadeloupe, ở Fort-de-France, dạy học 2 năm rồi trở về Đại học Bordeaux. Thì nếu mà tôi chọn con đường đó thì có lẽ giờ phút này tôi chỉ là một giáo sư Đại học Pháp về hưu. Nhưng mà ngay từ hồi đó tôi đã không ngần ngại về trở về Việt Nam dạy học. Và đi nhớ là cái năm mà tôi đậu, tôi về với là năm 1952, là đang lúc hãy còn chiến tranh ở Việt Nam, tôi về Hà Nội để tôi dạy học ở Hà Nội. Thế thì mà một nơi mà nhiều bạn đồng sự Pháp chúng tôi coi như là một cái nhiệm sở ở tiền tuyến, không ai muốn đi cả vì ra sợ rằng là còn đang đánh nhau như thế thì có khi là người ta không được an toàn. Nhưng mà tôi nghĩ tôi là một người Việt Nam, dù đậu ở thạc sĩ Pháp, dù có thể dạy học một trường đại học Pháp, nhưng mà không có cái lý gì về tôi ở Pháp cả. Thì vì vậy cho năm ấy tôi và vợ tôi, chứ tôi chưa có con, nhưng lại trở về Hà Nội dạy học ở ngay những trường luật Hà Nội. Dạ thưa vâng, và lúc mà giáo sư rời khỏi Việt Nam để qua bên Tây này đó cơ, là giáo sư rời vô cái trường hợp nào ạ? Mãi đến năm 1978 thì tôi mới được đi. Thì tôi xin thưa thật là trong mấy năm trời đó, thì tôi cũng bị là coi là một cái thành phần mà nhà cầm quyền Hà Nội Cộng sản gọi là thành phần ngụy. Thì tôi không phải là chỉ có dạy học mà thôi. Vì trước năm 1975 tôi tham gia vào hoạt động chính trị, mà hoạt động của tôi có tham gia chính quyền. Thì tôi sẽ kể lại qua cái quá trình của tôi đó. Tôi đậu cử nhân luật ở trường luật khoa Đại học Hà Nội năm 1942. Và tôi có tiếp tục học thêm được 2 bằng cao học tiến sĩ và bằng cao học luật đó, và kinh tế đó. Thì lúc đó tôi có đủ điều kiện để mà đệ trình một cái luận án tiến sĩ để bảo vệ cái luận án tiến sĩ đó, để lấy cái cấp tiến sĩ. Nhưng mà tất nhiên là đang cái năm ấy là 1942, mà lúc tôi được học thì là 1944, thì gặp đây là cái cuộc cách mạng 1945. Nhưng vì vậy khi xảy ra cách mạng đó thì tôi hãy còn ở Hà Nội, mà hãy còn là công chức ở phủ toàn quyền. Tại vì sau khi mà đậu cử nhân luật đó, thay vì mà đi thi chi huyện để rồi đi một cái huyện nào đó, thì tôi muốn ở lại Hà Nội để tôi tiếp tục học cao học. Mà do đó tôi không thi chi huyện, mà trái lại đó, để sinh sống đó, tôi phải dự cái thi cái biên tập viên. Cái gạch biên tập là một cái gạch nó mới lập ra đó. Trong đó có mấy hạng là mới đầu là biên tập viên, rồi lên đến phó chủ sự, rồi đến chủ sự. Nói khác là làm văn phòng, chứ không có phải là đi là cai trị ở các cao huyện. Thế thì tôi, vì tôi đỗ đầu trong cái kỳ thi biên tập viên, cho nên là tôi được tuyển vào làm việc ngay ở phủ toàn quyền, ở ngay Hà Nội, ở cái nhà nhân viên. Và chính là nơi đó mà tôi đã chứng kiến, đã sống cái cuộc cách mạng 19 tháng 8 năm 1945. Mà trước khi đó, tức là đã sống cái thời kỳ mà có được Việt Nam được coi là độc lập dưới quyền của chính phủ Trần Trọng Kim. Đấy. Thì lúc đó thì tôi vẫn còn ở Hà Nội. Thì tôi cũng xin nói ngay là khi mà được Việt Nam được độc lập với chính phủ Trần Trọng Kim đó, thì tôi đã thi chi huyện. Thi chi huyện là trước cái đó chừng được một vài tháng gì đó, thì tôi đã đậu chi huyện. Và sắp sửa đi bổ nhiệm đó, thì xảy ra cái chuyện mà đảo chánh ngày 9 tháng 3 năm 1945, ta cứ gọi là đảo chánh Nhật đó,
Thì sau khi đó ấy, là tôi là được bổ nhiệm đi làm chi huyện, mới bắt đầu tập sự ở dinh đầu đốc Hà Đông. Sau đầu một tháng 2 tháng gì đó thì tôi đi bổ nhiệm đi làm huyện trưởng ở huyện Thanh Liêm, tức là trên cái con đường giữa Hà Nội và Nam Định. Thì tôi là ở cái thành là cái chi huyện Thanh Liêm, là cái huyện sở tại của cái tỉnh Hà Nam đó. Thì tôi ở đấy, thì chính ở đấy là cái nơi mà tôi đã phải sống, đã chứng kiến, và nói thẳng tôi đã đi theo cách mạng trong ngày 19 tháng 8 năm 1945, là tôi đã giao cái huyện đó cho cách mạng. Và tất nhiên là anh em hội được cách mạng là giữ tôi ở lại làm một cố vấn, nhưng mà tôi thấy ngay cái tình trạng cách mạng ấy, như tôi đã tả ở trong cái hồi ký của tôi ấy, tôi không nó có hãy còn hỗn loạn quá, thì tôi muốn trở về Hà Nội, và vì thế tôi rút lui và tôi trở lên Hà Nội. Trở về Hà Nội thì tôi đã đi làm luật sư tập sự, luật sư cùng với lại một số những người mà bây giờ chẳng hạn, tôi tập sự ngay ở trong văn phòng luật sư Vũ Văn Hiển. À, thế thì từ đấy cho đến ngày 19 tháng 12 năm 1946 là khi có cái cuộc mà coi như là đảo chính quân sự đó, giữa Pháp, giữa quân viễn chinh Pháp với lại Việt Minh đó. Thì tất nhiên tôi rút ra ngoài, tôi về Liên Khu 3. Về Liên Khu 3 đó thì mới đầu còn làm tập sự, là luật sư đi cãi ở tòa án quân sự ở Liên Khu 3. Nhưng mà sau đó thì tôi được mời vào ngay làm ủy viên hành chính kháng chiến tỉnh Hưng Yên, với cái tư cách là đại diện cho cái thành phần trí thức và thanh niên. Thì tôi ở trong cái ủy ban hành chính kháng chiến tỉnh Hưng Yên đó. Thì chính cái lúc đó đó là tôi đã được những tin tức rõ ràng về cái sự điều đình giữa cựu hoàng Bảo Đại với các đảng phái quốc gia, cũng như là với chính phủ Pháp đó. Và Pháp đã công nhận là để cho quốc gia Việt Nam độc lập với cựu hoàng Bảo Đại làm quốc trưởng, chứ không phải là trở lại là ngôi vua, mà làm quốc trưởng, và có một cái chính phủ lâm thời, trung ương lâm thời đó. Thì tôi khi tôi nghe thấy cái tin đó là lập tức tôi trở về Hà Nội. Dạ, thưa giáo sư cũng cho chúng con biết là cái nhận định của giáo sư trong cái vấn đề 9 năm chống Pháp đó cơ. Đối với ông Hồ Chí Minh, Vâng. xin giáo sư cho biết thêm chi tiết ạ. Dạ. Tôi trước hết là tôi nói là nếu mà người Pháp hồi đó thật lòng muốn cho Việt Nam độc lập đó thì nó không có vấn đề gì. Nhưng mà chúng ta thừa hiểu rằng là khi mà Pháp vẫn trở lại Đông Dương ấy, là đã có cái ẩn ý là muốn lập lại một cái chế độ mà trong đó Pháp vẫn là mẫu quốc. Việt Nam tuy là coi là độc lập đấy, nhưng mà đó chỉ là một cái thứ độc lập mà nửa chừng, không dám nói là độc lập giả hiệu, nhưng mà độc lập nửa chừng thôi. Và cái độc lập nửa chừng này nên nhớ rằng là sau cái ngày mùng 9 tháng 3 năm 1945 đó, dưới chính quyền Trần Trọng Kim nó gọi là độc lập, nhưng độc lập trên giấy tờ. Mà hơn thế nữa, trong 6 tháng rồi với chính quyền Trần Trọng Kim đó, nó phải tranh đấu thật là chật vật để mà đòi lại Nam Kỳ. Bởi vì đừng quên rằng là dưới chế độ Pháp thuộc đó thì Việt Nam mình bị chia làm ba mảnh, ba phần: Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ. Nam Kỳ là đất thuộc địa, coi như là đất Pháp, thuộc Pháp. Bắc Kỳ, Trung Kỳ là đất bảo hộ.
Nhưng mà tôi đã trình bày rõ ràng là trong suốt cái thời kỳ bảo hộ những năm sau dưới chính, luật pháp là muốn biến cái chế độ bảo hộ đó thành một cái thứ đó, chế độ thuộc địa tra hình, mà gọi là chế độ trực trị, nghĩa là administration direct. Đó. Thì là coi như là triều đình Huế không có gì nữa. Thế thì do đó mà sau cái đọc đảo tranh Nhật mùng 9 tháng 3 1945 đó, thì khi mà Nhật Bản công nhận chứ không phải là Pháp, lúc đó là Nhật Bản công nhận Việt Nam là một nước độc lập đó. Thế nhưng mà cũng chỉ là độc lập trên giấy tờ. Hơn thế nữa, Nhật Bản thì còn muốn giữ nguyên cái tình trạng là Nam Kỳ vẫn trực thuộc là Nhật Bản, vì Nhật Bản coi như là thay thế Pháp thì vẫn giữ nguyên cái chế độ Nam Kỳ trực thuộc Nhật Bản, còn Bắc Kỳ, Trung Kỳ thuộc triều đình Huế, gọi là độc lập, nhưng mà độc lập là nửa chừng mà thôi. Mà cũng chính vì thế cho nên là sau khi mà Pháp, quân đội Pháp trở lại đó, là họ trước hết là họ cũng có cái trách nhiệm trước Quốc hội Pháp. Nếu mà buông ngay cái thuộc địa Đông Dương đó, thì là dân Pháp có thể trách họ. Và như thế là bỏ thuộc địa, mất đi một cái phần đất của Pháp rồi. Mà đặc biệt là cái Nam Kỳ là coi như là thuộc địa Pháp, coi như đất Pháp. Thì muốn trả lại cho Việt Nam thì cũng phải có một cái quyết định của Quốc hội, một cái đạo luật gì đó. Tại vì ở Pháp nó cũng có những các cái khó khăn về mặt chính trị, về mặt hành chính mà đó. Chưa kể nói là cái ý đồ của người ta là một cái cựu mẫu quốc. Bây giờ người ta sao hết chiến tranh rồi, Nhật Bản thua rồi, thì tại sao người ta lại không lại toàn thể nước Đông Dương, trong đó có Việt Nam, để tội gì mà giải phóng ngay. Mà do đó cái cuộc chiến tranh giải phóng nó là một cái điều không thể tránh được. Việt Nam phải tranh đấu, mà phải tranh đấu thật cam go. Mà cái đoàn quân viễn chinh Pháp đó sang là với cái ý đồ để lập lại một cái chế độ nó gần giống như là cái chế độ thuộc địa trước năm 1939. Mà cũng chính vì thế cho nên cái chuyện mà đảng, tôi nói chung là Việt Minh nước ta là phải làm với ông Hồ Chí Minh, nó đứng đầu là lãnh tụ đấy. Cái việc đánh là phải đánh, đánh để mà giải phóng, đánh để mà chứng tỏ rằng là không thể tái lập lại cái chế độ thuộc địa cũ nữa. Thế mà vậy sau này người ta có thể trách, và tại sao Hồ Chí Minh là một đảng ủy viên Đảng Cộng sản Pháp mà có thể nói lúc đó là làm việc cho đệ tam quốc tế để phái sang để phụ trách để ở cái vùng, toàn vùng Đông Nam Á, để mà thực hiện cái cuộc cách mạng cộng sản ở trong toàn vùng Đông Nam Á. Thế thì như thế thì tức là ông ấy đâu có phải là tranh đấu cho dân tộc, mà ông tranh đấu cho cộng sản. Cái đó có thể, nhưng mà tôi thấy rằng là ở hoàn cảnh của một người tranh đấu cho đất nước vào lúc đó, tôi không phải là đảng viên cộng sản cho nên tôi nói dễ dàng, là người ta phải dựa vào những cái thế lực nào có thể giúp mình chống lại cái đoàn quân viễn chinh Pháp hùng hậu, và mặc so là mặc lúc đó nên nhớ rằng so với lại cái quân giải phóng của mình ấy, thì là mình đem trứng chọi bê đá. Thế mà phải làm thế nào mà dựa vào một cái lực lượng quốc tế nào thì mới chống lại được Pháp được. Vậy thì đối với tôi là một cái người nghiên cứu lịch sử, tôi thấy đó là một cái chuyện bất khả kháng, mà bất cứ ai ở cái địa vị đó cũng phải lợi dụng cái lực lượng nào khả dĩ chống lại đoàn quân viễn chinh Pháp. Thì người ta đừng có xét lại lịch sử với cái sự hiểu biết cái tình trạng bây giờ đó. Mình nên nhớ phải tự đặt mình vào cái hoàn cảnh lịch sử lúc đó, tự đặt mình vào cái địa vị của những người đã có trách nhiệm quyết định lúc đó, thì mình mới phải hiểu người ta.
Chứ còn nếu mà mình xét theo cái con mắt bây giờ với cái tâm trạng của người bây giờ thì chúng ta rất dễ đi đến những cái nhận định và những cái sự xét đoán vô cùng bất công cho những người dẫu sao đã góp phần quan trọng vào cái sự giải phóng đất nước. Dạ thưa vâng, nhưng nhiều người ở cái chế độ thuộc địa đã bị xóa bỏ khắp nơi đó, thưa giáo sư, Pháp không thể giữ Việt Nam được nữa. Thì chúng ta phải có cái kiên nhẫn mà chúng ta chờ để đặt, tôi sẽ nói lịch sử không có thể làm lại với lại những giả thiết. Những cái chuyện nó xảy ra đó, nó cái tính cách là gần như bất khả kháng. Bắt đầu Pháp, khi mà thấy phải buông Đông Dương đó, thì rồi dần dần Pháp mới phải bỏ các nơi khác. Còn nước Anh bỏ các thổ địa khác ấy, thì ta đừng quên rằng Anh với Pháp đấy, mỗi một nước tuy rằng là có thuộc địa đấy, nhưng mà họ có những cái chính sách, những cái quan điểm khác nhau. Thế cái việc mà ở bên Anh đấy, tôi thấy thí dụ như là Mỹ, Hoa Kỳ đó, mà để thoát khỏi cái gì là đô hộ của nước Anh ấy, đừng quên rằng ấy, lại chính những cái người Anh mà người Âu Châu sang định cư ở Hoa Kỳ đã chống lại cái chế độ Anh Hoàng, mà muốn cho Hoa Kỳ tự trị gãy từ năm 1776. Còn ở bên Gian Na Đại cũng vậy, đấy đâu có phải là người ở bản xứ, toàn là những người Âu Châu. Họ có thể được hưởng quyền lợi như là những người người Pháp ở Đông Dương ấy. Nhưng mà họ vẫn ly khai. Vì phải có những cái sự tranh đấu như thế. Còn ở Ấn Độ thì nên nó là một cái dân rất đông. Mà khi nước Anh muốn đặt cái chế độ bảo hộ đó thì tất nhiên là gặp cái sự chống đối ngay từ lâu rồi. Nếu mà dân Ấn Độ mà không có tranh đấu để chống lại cái chế độ đô hộ của Anh đó, thì đã dễ gì mà Anh đã buông ngay Ấn Độ. Thành ra ta đừng có thấy ở cái nơi đó họ buông dễ dàng mà tưởng rằng nếu cứ để nguyên đấy, khoanh tay chờ đấy, thì Pháp rồi cũng cho, có thể cho độc lập. Như bây giờ ta thấy cái tình trạng ở bên Phi Châu, thì ta có muốn độc lập như là ở cái Phi Châu không? Tôi chắc chắn là nhiều người Việt không ai muốn thế cả. Độc lập là phải độc lập thực sự, không phải là độc lập bánh vẽ, độc lập giả hiệu. Và cũng chính vì thế cho nên là cái chuyện tranh đấu đó để mà thực hiện một cái nền độc lập thực sự đó là việc không thể tránh được. Bổn phận bất cứ kẻ lãnh đạo nào cũng phải làm, bất cứ chính đảng nào cũng phải làm, chứ không có thể nói là cứ khoanh tay mà chờ cái mẫu quốc cũ đó sẵn sàng thôi họ giải phóng. Tại vì có một cái phong trào giải phóng chung toàn thế giới. Tôi xin hỏi cái phong trào giải phóng nó xuất phát từ đâu nếu không có những cuộc tranh đấu của dân thuộc địa các nơi? Người ta có phải tranh đấu thì cái phong trào giải phóng nó mới có, chứ còn cứ để nguyên một cái người đang cầm quyền ấy, họ dễ gì mà họ buông cái quyền của họ ra. Đấy. Muốn đi tới cái sự độc lập đó, dù là về phương diện một quốc gia hay phương diện quốc tế cũng thế đó, muốn được độc lập hoàn toàn đó, thì mình phải tranh đấu. Không có ai mà cứ ngồi đấy và người ta sẽ sẵn sàng, người ta đem cái bánh độc lập đến để chia sẻ với mình, không có đâu. Phải tranh đấu. Dạ, dạ thưa giáo sư, thế thì trong cái 9 năm chống Pháp đó, giáo sư có kinh nghiệm gì? Tôi thấy theo cái kinh nghiệm của tôi đó, mà cũng đã từng ở bên phía kháng chiến đã chống rồi, thì thấy ngay người ta bắt đầu gần như là không có một cái là võ khí nào trong tay đó, với võ khí thật là đơn sơ đó. Tôi đã làm ủy viên hành chính kháng chiến tỉnh, tôi biết cái lực lượng thật chẳng có gì cả, võ khí thì thật là vô cùng thô sơ, làm chỉ lựu đạn với lại một cái súng cái súng cối xay đó, súng mà có thay thì thật là không có gì, nhưng mà vẫn cầm cự được. Tại vì đừng quên rằng cái người mà đi chiếm đất người khác đó
dù Pháp lúc có đưa ra đến 100, hồi đó chỉ nhiều lắm là 100.000 quân nha. Thì làm sao mà có thể kiểm soát được, không nói gì cả, Đông Dương thì chỉ kiểm soát ngay một cái miền Bắc Việt thôi, không kiểm soát nổi. Bởi vì chả lẽ giải quân ra, lập thật nhiều đồn mót, chẳng qua chỉ giữ những cái trục giao thông chính yếu mà với những cái địa điểm coi là địa điểm chiến lược, thì kéo gần đến những cái nơi đồn trú đó, thì tuy là ban ngày không ai dám đến, nhưng mà ban đêm thì các cố thủ ở bên trong. Thì tất cả cái vùng ở bên ngoài là hoàn toàn ở trong tay cái quân đội du kích, cái giải phóng ấy. Thì bất cứ nơi nào cái kẻ yếu phải dùng những cái phương tiện thật là thô sơ, chiến tranh du kích, mà rồi ngay cả khủng bố nữa, chẳng hạn như là phá đường, phá mìn, rồi phá xe cổ, rồi giật mìn, rồi có thể phục kích được kia đó. Thì những cái chuyện đó đó dựa vào nhân dân, không phải chỉ dựa hoàn toàn vào võ khí. Nếu mà nhân dân mà người ta muốn ủng hộ, muốn độc lập đó, ủng hộ cái phe kháng chiến đó, thì người Pháp hay là bất cứ một cái ngoại bang nào đến chiếm đóng muốn thực hiện một cái chế độ đô hộ không được, chắc chắn là thầy thua. Có thể thắng một vài trận đầu, nhưng mà đó, về lâu về dài là thua. Là thua vì họ dùng những thứ khí giới, họ dùng những cái phương tiện là chẳng hạn như là đi khủng bố, giật mìn, họ phá đó kia đó, thì là cái kẻ mà chiếm đóng ấy, làm sao mà có thể chịu đựng nổi. Mà bỏ lại những cái cường quốc mà đi chiếm đóng ở ngoại quốc đó, muốn chiếm ngoại quốc cái làm thổ địa của mình đó, nếu có lợi thì người ta mới bột, thì người ta mới làm. Thì ít nhất là cái lợi thâu về nó phải nhiều hơn là cái số tiền để bỏ ra. Chứ đằng này khi chiếm thuộc địa mà rồi cứ phải như là đem đốt giấy bạc ấy, mà rồi là cũng không kiểm soát được dân, thì sớm muộn gì người ta cũng phải bỏ đi. Thế đấy, nói chuyện đó là cái được đó, ta cứ nói đến cái phong trào giải phóng thuộc địa. Các mẫu quốc chỉ giải phóng thuộc địa khi nào mà dân thuộc địa tranh đấu để giành độc lập. Mà trong cái cuộc tranh đấu đó, mặc dầu là có sự chênh lệch về lực lượng, nhưng mà rút cục lại cái người nhân dân là vẫn thắng. Cái nhân dân mà đang bị trị ta vẫn thắng. Vì cái kẻ chiếm đóng dẫu sao chỉ là một thiểu số, mà đã chiếm đóng là để mà vụ lợi, mà khi thấy không có lợi nữa thì sớm muộn người ta có gì người ta cũng bỏ đi. Đấy, do là đó là một cái thứ logic của lịch sử. Dạ, thưa giáo sư, chúng con cũng được biết là giáo sư có trực tiếp làm việc chung với người Pháp. Xin giáo sư cho biết cảm nghĩ của giáo sư về họ. Thế tôi làm công chức ở phủ toàn quyền. Lúc đó là ông là phụ tá cho một cái ông chủ sự người Pháp. Và trong cái hoàn cảnh ở Pháp thì cũng đã phức tạp rồi. Tại vì hồi đó thì Pháp đi theo chế độ Vichy, Bê Tanh. Thế vì trong khi có nhiều người Pháp mà ngay các viên chức thuộc địa đó, người Pháp đó, thì họ đi lại có xu hướng đi theo phe kháng chiến De Gaulle. Mà cũng vì thế, ở phủ toàn quyền, cái người chủ sự, tôi là phụ tá cho người ta, cái ông chủ sự người Pháp đấy, là người ta cũng là thâm niên rồi, thì ông ta ngấm ngầm người ta theo kháng chiến Pháp. Mà cũng chính vì vậy cho nên là khi phải xem xét hồ sơ những người mà cần phải thanh trừ là loại ra, hồi đó người ta nhắm trước tiên vào những người mà gốc Do Thái, những người thuộc hội Tam Điểm, những cái người mà có xu hướng đi theo De Gaulle. Thế thì tất nhiên là cái phủ toàn quyền Pháp đó, mà đến đầu là đô đốc De Gaulle đó, mà theo Vichy, đương nhiên là họ phải tìm cách họ loại trừ những người kia. Nhưng mà Pháp tuy vậy đó, lúc nào cũng có cái tôn trọng về pháp luật. Muốn loại trừ bất kỳ phần từ nào đó, người ta phải xét hồ sơ. Thế thì cái ông chủ sự Pháp
mà tôi làm việc với ông ta, với tôi cái phụ tá đó, thì cái chủ sự Pháp ấy là cố tìm cách để mà ngăn chặn cái sự đó, hay là hồ sơ phải sợ cứu xét đó. Ông cao tài, ông kéo dài, ông như chôn ở trong cái găng kéo mà đó. Thế đấy, cái cách của người ta chống lại là cái cách gần như là thụ động như thế đó. Thì tôi lúc đó là người Việt, làm việc ở cái nơi đó, và tôi thấy cái nơi cũng nguy hiểm như thế đó. Thì tôi ở giờ sớm mình không thể ở lại được lâu, bởi vì xây dựng phe nào thắng chăng nữa thì mình cũng nguy. Thì giờ tôi thấy cái hoàn cảnh như thế là tôi biết là sao, mình thế nào cũng phải rút lui, không thể làm ở phủ toàn quyền được nữa. Mà cũng do đó mà ngay từ năm 1944 gặp cái khóa thi tri huyện đầu tiên, tôi vào tôi ra thi tri huyện ngay để có một cái lý do chính thức mà tôi rời khỏi phủ toàn quyền. Chứ còn đang ngồi ở cái chỗ phủ toàn quyền đó mà tại làm sao người ta là ở gần mặt rời thì chỉ có thì lên đốt cái đằng này, tôi lại có tôi thi tri huyện thì tôi đi về một cái huyện xa xôi đó. Thì tôi lấy cái cớ là tôi đang làm luận án tiến sĩ và tôi phải đi về nhà quê, tôi về vùng quê để tôi khảo sát, cho nên là tôi thi tri huyện để có cái dịp mà tôi nghiên cứu về cái luận án tiến sĩ của tôi, cái danh hiệu là nền kinh tế xã thôn Việt Nam. Nói nền kinh tế xã thôn mình ở Hà Nội thì làm sao mà làm được. Thành ra tôi lấy cái cớ đó tôi thi tri huyện và mới ra khỏi được cái phủ toàn quyền. Và cũng may cho tôi là thi đậu tri huyện rồi, chưa kịp bổ nhiệm thì xảy ra cái cuộc đảo cháy 9 tháng 3. Chứ nếu mà tôi mà cứ chỉ là công chức ở phủ toàn quyền thôi thì còn chôn chặt, bị giữ chặt ở đấy thì có lẽ cũng bị vạ lây. Trong cái thời điểm lúc đó, làm thế nào mà giáo sư có được một cái sự học rất là cao như vậy ạ? Thế này, cái chuyện ở đời đó, nó éo le vô cùng. Hồi đó một số những cái ông giáo sư Pháp đó, được gửi sang Đông Dương để dạy học đó. Thế họ bị kẹt ở Đông Dương. Họ bị kẹt ở Đông Dương, thế thì để có một cái cách nào đó để chứng tỏ, rồi có những ông gái con trẻ, ông khỏi phải đi thì bị động viên để xây chưng dụng để làm ở những cái cơ quan chính quyền mà người ta không thích. Người ta muốn được cái tự do ở trường luận, cho nên mới đặt thêm những cái gạch cao học. Đặt là dạy tiến sĩ thì phải là những cái ông giáo sư ở bên Pháp gửi sang ấy, vì người ta kẹt, người ta không về được, người ta ở lại người ta dạy. Và do đó mà tôi là cái cơ hội cho tôi, và tôi học thêm được hai cái bằng cao học để có đủ điều kiện để làm cái luật án tiến sĩ. Chứ còn nếu hồi đó mà muốn làm học tiến sĩ luật ấy, thì phải xin du học, xin sang Pháp. Chứ ở Việt Nam ấy, thì ta dạy đến cái cấp cử nhân mà thôi. Nhưng mà cũng may là vì hoàn cảnh có những ông giáo sư Pháp bị kẹt lại vì chiến tranh, người ta lập thêm là cái ban là tiến sĩ đó, thì cho nên là tôi là vợ trong những cái người mà đầu tiên đó để có thể theo học những cái lớp tiến sĩ đó. Đấy. Thưa giáo sư, vậy là giáo sư có trải qua những cái khó khăn gì không ạ, để được học lên những cái cao học tiến sĩ đó ạ? Đến lúc tôi học cao thật là quá dễ dàng. Nhưng mà đến lúc mà tôi đang định làm luận án tiến sĩ đó, thì xảy ra cái cuộc đảo cháy Nhật 9 tháng 3 đó, rồi đến ngày cuộc cách mạng 19 tháng 8 đó. Thì vì thế hoàn cảnh là tôi không thể làm được cái luận án. Đến lúc mà có cái chính phủ là trung ương lâm thời đầu tiên của Việt Nam là do thiếu tướng Nguyễn Văn Xuân đó, luôn làm thủ tướng, cái lãnh đạo là bảo cựu Hoàng Bảo Đại thì làm quốc trưởng, ông Nguyễn Văn Xuân á thì làm thủ tướng, mà ông Nguyễn Văn Xuân là lúc đó là cái thiếu tướng ở trong quân đội Pháp, thế ông ấy làm thủ tướng đó, mà tôi thì lúc đó là ủy viên hành chính kháng chiến tỉnh Hương Yên, mà khi tôi biết cái tình trạng như thế đó là tôi đã trở về Hà Nội,
trở về Hà Nội là sẵn sàng. Và tôi chỉ nói mới đầu tôi về tôi nộp đơn, tôi xin một cái học bổng để đi sang Pháp trình luận án. Thì ông Nguyễn Văn Xuân cho mời tôi vào, nói rằng cái chính phủ trung ương lâm thời mới thì chưa có phương tiện tài chính gì để mà cấp học bổng được. Thì ông ấy đề nghị với tôi, ông vào giúp việc ở trong văn phòng của tôi với cái tư cách là công cán ủy viên. Thì sau 6 tháng ấy, tôi cam kết với ông, tôi sẽ gửi ông sang Pháp để ông học. Đấy là tôi nhờ cái đó mà chỉ 6 tháng sau đó, thì là tôi được gửi sang Pháp để mà lấy lương chi huyện để làm việc. Cũng chưa có cái tòa đại sứ gì cả, thì làm việc và cho cái Thủ tướng Xuân ở bên Pháp này. Thì rồi cũng chỉ được một cái mấy tháng thôi, thì nó xảy ra một cái vụ gọi là cái vụ phúc trình Revers, cái phúc trình của cái ông tướng Revers được phái sang điều tra tình hình ở bên Việt Nam, muốn làm một cái phúc trình mà không thể giữ được Việt Nam, phải để giả lại cái là độc lập cho Việt Nam. Phải nếu mà có giữ lại, chỉ giữ lại cái phần là ở Bắc Việt đấy, thì gọi là cái đền đạo uy tín là cái phần mà hạ du đó, cái phần mà đồng bằng ấy mà hữu dụng thôi. Nhưng cái chuyện còn giữ được có lợi cho nó thôi, chứ còn tất cả những cái vùng khác coi như là bỏ. Đấy, cái phúc trình Robert bên trong nói như thế. Thế thì khi cái phúc trình Robert đưa về Pháp đó, thế là cái phúc trình bị tiết lộ, bị có người chẳng biết là đâu, tất nhiên là Đảng Cộng sản Pháp, họ lấy ra được. Thì trong cái vụ đó thì tôi cũng bị là chính là cái sở phản gián điệp ở Pháp này đó bắt tôi 10 ngày từ sáng đến chiều để mà hỏi cung xem rằng có phải là tôi đã đánh cắp cái phúc trình Robert để đưa cho chính phủ Việt Nam không. Thế mà giờ thực ra thì tôi chả có biết gì trong đó cả. thì báo chí nói lên bảo có một cái nhân viên, một cái anh mà là cán bộ Việt Minh cũ làm lấy cắp cái phúc trình Eurovel thì đi qua Miến Điện rồi đưa gửi cho Việt Nam. Thế mà thực ra thì tôi chả biết gì. Lúc đó tôi làm việc cho một cái ông ấy là ông Hoàng Văn Cơ, là người thân tín của ông Nguyễn Văn Xuân, Thủ tướng Nguyễn Văn Xuân ở bên đây đó. Tôi thì chưa biết ra ông Hoàng Văn Cơ giao cho tôi mang một cái attaché case đó. Thì bảo đã mang về đưa tận tay cho ông Thủ tướng Xuân, đưa tiến tôi ra tận trường bay Orly, rồi lên Orly đi về thì thử về đến Sài Gòn đó. Thì nếu tôi làm thì chính là ông tướng Lê Văn Kim hay là ông tướng Trần Văn Đôn gì đó, lúc đó còn đang làm sĩ quan tùy viên của Thủ tướng Xuân, ra tận Tân Sơn Nhất đón tôi đưa về nhà, rồi tư thất của ông Thủ tướng Xuân đó. Thì tôi đưa cái đó thôi, trong cái khóa chứ mình chẳng biết là bên trong có cái gì nữa đấy. Thì cũng rất có thể là bên trong có cái phúc trình Robert và do cái ông Hoàng Văn Cơ mà gửi về cho ông Thủ tướng Xuân. Nhưng mà tôi chỉ là một cái anh mà sách cặp thôi, đúng đắn là đi về nơi chứ. Thì rồi xong rồi tôi lại trở sang Pháp thì thấy ra phản gián điệp Pháp còn đến văn phòng ở đường 45 Bis Avenue Villiers đó khám. Tôi bị giữ lại hỏi cung từ sáng cho đến chiều, xong thì họ thấy bị chẳng biết gì cả, là một cái anh là chỉ đi sang học của tôi tới thôi, thì là họ cho về. Nhưng mà sau cái đó thì tôi bị giải nhiệm, nói khác ấy là bị sa thải, mất việc. Đang ở Pháp này đang làm việc thì ngày trước ngày sau mất việc, trở nên du học thuần túy, du học sinh thuần túy, là phải đem tiền túi, tiền nhà, tiền của bà xã tôi đó thì thôi để tạm sống trong cái thời gian đó. Chưa biết là sao thì trở nên là du học, hóa ra làm là luận án.
Dạ, thưa giáo sư, nhiều người đã nói là ông Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản kêu gọi các đảng phái quy lập lại sau khi lập mặt trận Việt Minh để chống Pháp đó cơ. Vâng. Nhưng sau đó họ giết rất là nhiều người, những người họ cho là nguy hiểm hoặc là không có phục tùng họ. Thì giáo sư cho biết về cái kinh nghiệm và vấn đề này ạ. Thì tôi ta cái chuyện là đúng. Và cái chủ trương của Cộng sản á là họ muốn nắm độc quyền chống Pháp để lấy công, mà là đây chỉ có Đảng Cộng sản là giải phóng đất nước thôi. Thì tất nhiên là những cái người mà lãnh tụ các đảng phái như Việt Nam Quốc dân Đảng, Cách mạng Đồng Minh Hội gì đó, họ cho bỏ đấy, họ phải tìm cách họ loại trừ trước tiên. Vì họ cần phải nắm độc quyền kháng chiến chống Pháp. Vì sau này thì họ mới nắm được toàn quyền ở trên đất nước, là toàn quyền chính trị, rồi họ thực hiện chủ nghĩa cộng sản chứ. Vì cái đường, theo đúng cái đường lối của Cộng sản ấy, họ không làm khác. Họ không thể làm khác. Dù họ không muốn làm khác cho nữa, họ không thể làm khác. Bởi vì họ cần những cái sự giúp đỡ của Liên Xô, của khối Cộng sản. Thì tất nhiên là họ làm thế nào mà đi trái về cái đường lối của Liên Xô đó. Họ phải loại trừ như thế. Họ phải loại trừ như thế. Nếu mình mà biết chuyện là mình nên thoát khỏi. Tôi là cái sợ may, tôi cũng chẳng phải là tôi biết rõ gì. Nhưng mà đây là lúc đó tôi đang là ủy viên hành chính kháng chiến tỉnh, mà hàng ngày tôi nhận được những báo cáo về các cuộc thương thuyết ở Hồng Kông giữa cựu Hoàng Bảo Đại với các đảng phái, và thấy rằng là có cái triển vọng là có thể là được độc lập. Mà bà lại tôi ở trong cái lúc tôi làm ủy viên kháng chiến, tôi đã biết rõ cái bộ mặt thực của Việt Minh là Cộng sản. Vì là ủy viên kháng chiến tôi ở chung với lại mấy cái tờ là bí thư đảng ủy với lại ở trong tỉnh đó. Thì họ nắm trọn quyền, là biết tôi biết rõ cái bộ mặt thực của họ là Cộng sản. Mà họ đang đi cái được con trên cái con đường là thực hiện chủ nghĩa cộng sản, thì sớm muộn gì tôi cảm thấy là mình cũng sẽ bị loại trừ. Loại trừ có thể là một cách êm thấm được cho ra ngoài, hoặc là nếu mà mình mà kháng cự lại thì có khi sẽ giết. Thì tôi biết rõ như thế, cho nên là tôi mới dám liều. Đang làm ủy viên kháng chiến mà tôi bỏ về thành đi theo Hà Nội, đi theo cái chính phủ Trung ương lâm thời Nguyễn Văn Xuân đi chứ. Mà cũng nhờ về, tôi về như thế cho nên là tôi mới được sáng pháp. Thì ông Xuân mới kéo tôi làm công cán ủy viên ở trong văn phòng, rồi sau 6 tháng cho tôi sáng pháp đấy chứ. Thì tôi cho là cái chuyện đời đó, nó có nhiều cái sự may mắn. Mà tôi cho là tôi may mắn. Vì tôi có là ủy viên kháng chiến ấy, thì tôi mới nhận được những báo cáo, biết rõ có những cuộc điều đình, vì tôi mới dám liều mạng. Tôi xin thưa cái lúc cái tôi bỏ cái ủy viên kháng chiến, mình tôi trở về thành, mà về Hà Nội đấy để đi theo chính phủ Trung ương lâm thời, là cái đó thì nếu mà hồi đó Việt Minh bắt được tôi thì chắc chắn là giết chứ còn gì nữa đấy. Rồi, tại vì tôi có biết theo dõi thời cuộc cái huyết, anh tôi mới dám liều. Chứ nếu mà một người mà không có biết rõ thời cuộc đó thì đâu có dám liều như vậy. Đấy. Mà trong đó có hoàn cảnh nó giúp cho tôi cho thoát hiểm trong nhiều trường hợp như thế đó. Dạ, thưa giáo sư, như vậy thì lúc thời điểm đó là theo giáo sư biết là có nhiều người có những cảm nhận hoặc những nhận xét như giáo sư về về Việt Minh không ạ? Những cái chuyện nó xảy ra ở Hà Nội, chẳng hạn như ở Ngũ Xã khi là diệt khi mà phá cái trụ sở của Việt Nam Quốc dân Đảng, rồi bắt các lãnh tụ, một số các vị đã phải trốn ra ngoại quốc rồi, thì ai cũng biết hết rồi. Thế thôi, thế thành ra là khi đó tôi không ngạc nhiên chút nào cả. Tôi bảo sớm muộn gì thì họ muốn nắm độc quyền kháng chiến chống Pháp đó, thì mình không phải là đảng viên thì mình cũng phải loại ra. Mà ở đây tôi kể lại một cái chuyện
Nói về lý lịch bản thân đương nhiên nó đối với tôi quan trọng vô cùng. Cái lúc đó, mới trước khi mình làm ủy viên kháng chiến, thì tôi chỉ là một người trí thức, một luật sư để di tản. Thì người ta đã mời tôi vào cái Liên Hiệp Quốc Dân, vào cái ban là chấp hành của cái ủy ban liên chi hội Liên Hiệp Quốc Dân ở tỉnh Hưng Yên. Thế mà hồi đó ấy, cầm đầu cái Liên Hiệp Quốc Dân ấy, chính là một thứ trưởng là chính là một fanboy đó, nhưng mà lấy cái tên tôi quên tên đó rồi, là thứ trưởng ấy. Thì tôi có nhớ trong một cái buổi họp đại hội mà tôi hãy đi với Liên Hiệp Quốc Dân về để cho bầu những các cái chi bộ của Liên Hiệp Quốc Dân ở các huyện đó. Thì sau một cái buổi họp buổi tối đó, thì có một cái anh cán bộ mà cái chính anh ta đó là đại diện trung ương ấy, mà về anh ta lấy cái tên, bây giờ họ toàn dùng bí danh cả. Tôi chỉ biết tên anh ta là cái hồi bí danh tên là Thanh nha. Anh ta chọn một đêm, anh ta đã thảo luận là tranh luận với tôi. Thì anh ta đưa cái chủ trương lúc đó là của Đảng rồi. Anh ta chủ trương, anh ta bảo ra là phải theo Đảng Cộng sản, phải theo khối Liên Xô, bởi vì khối Liên Xô đã thắng. Tôi thì trái lại đó. Lúc ấy tôi cũng còn là tính rất bộc trực đó. Tôi bảo chưa thắng, tại vì đừng coi thường Hoa Kỳ. Tại sao đó? Không phải là tôi đã biết Hoa Kỳ nhiều, nhưng mà trong lúc tôi học cao học, làm luận án tiến sĩ đó, thì tôi có nghiên cứu rất nhiều về cái chuyện mà cải cách, cái chuyện chống là khủng hoảng kinh tế đó, với những cuộc cải cách của ông đã cầu tổng thống Franklin D. Roosevelt. Thì tôi hồi đó tôi rất phục tổng thống Roosevelt, mà tôi nghiên cứu về cái chương trình của ông ấy, về mà tôi phục nhất là cái chuyện mà là ông ấy lập cái chương trình ở Tennessee Valley đó. Thì tôi bảo là được quả thực của một cái nước mà tư bản tự do theo kinh tế thị trường, mà thiết lập một cái kế hoạch vùng gồm tới 16 tiểu bang như thế này đó, rồi kế hoạch là đi vào cái con đường mà kế hoạch hóa toàn quốc gia như thế này ở một cái nước như Hoa Kỳ, với một phải làm người có bản lĩnh như ông Franklin Delano Roosevelt thì mới có thể làm được ấy. Thì tôi phục ông lắm, mà cũng chỉ vì cái kính phục ông Roosevelt là phục cái chuyện Mỹ ra thoát khủng hoảng ấy. Mà là đang tự đấy giá đồng đô la đấy gần 40% đó để cho cứu vãn cái nền kinh tế của Hoa Kỳ đang bị khủng hoảng trầm trọng ấy, thì tôi phục quá. Tôi bảo rằng là đây này cái gì gương mà mình nên theo đó. Bởi hóa ra trong cái cuộc mà tranh luận với cái anh cán bộ Thanh đó, tôi nhất định tôi bảo rằng là Hoa Kỳ không có thua, chưa có thua. Các anh cho rằng là Hoa Kỳ thua rồi và phải theo Liên Xô, thì là anh đánh cá ngựa, anh đánh có một chiều thôi, mà bất tử với con ngựa nó không phải lấy chết. Tôi bảo tôi đó, thì tôi làm cái lối tôi khôn lỏi như thế này, tôi chơi cả hai tay. Đấy là anh đi theo cộng sản đi, tôi không theo cộng sản, tôi đi thì theo phía Hoa Kỳ. Thế mà về sau này đó, thì ai thắng nữa thì Việt Nam vẫn độc lập. Chứ thế mà anh chỉ chơi một mặt thôi, thì anh phải là gắn cái số phận của anh gắn liền với lại cái khối đó. Thì đấy, tôi bây giờ càng ngày tôi càng nhận thấy cái cuộc tranh luận đầu tiên của tôi đó với cái anh cán bộ của Thản Mạo, thâm ý của anh ta là muốn kéo tôi để dần dần đi vào Đảng Cộng sản. Thế mà tôi là gây từ cái hồi đó, tại vì tôi làm luận án tiến sĩ, tôi nghiên cứu về cái chuyện kiểu Roosevelt, tôi phục cùng Roosevelt được quá, cho nên rằng là tôi nhất định
cái chuyện nho nhỏ nó định đoạt cả một cái cuộc đời của mình đấy. Dạ. Dạ, thưa giáo sư, thì qua những bài viết và bài nói chuyện, giáo sư đã nhận định rằng Cộng sản Việt Nam đã và đang dùng rất là nhiều dối trá và cái bộ máy truyền thông khổng lồ để bẻ cong lịch sử hết đó cơ. Xin giáo sư cho biết một cách chi tiết là họ đã dối trá những gì trong cuộc chiến tranh chống Pháp và cái giai đoạn xâm lăng của miền Nam Việt Nam từ 1939 vâng. cho tới 1975 và cho tới hiện tại luôn bây giờ đó cơ. Thưa chị xin nhắc lại một điểm là thế này. Ngày xưa đó thì hai cái ngành mà bây giờ người ta cần phải biệt lập, tức là cái ngành tuyên truyền và ngành thông tin. Thế thì ngay cái từ cái khoảng 1945 cái đầu chiến đấy, thì chúng ta thấy là luôn luôn bộ thông tin và tuyên truyền, thông tin nó cứ gắn liền với cái tuyên truyền. Và bây giờ tôi mới, càng ngày tôi cũng càng thấy rõ là cái điều đó đúng. Gọi là thông tin thì phải hoàn toàn biệt lập, hoàn toàn khách quan. Nhưng mà tôi sẽ, thông tin có thể hoàn toàn khách quan được không? Tất nhiên rất khó. Tôi đã có từ lần tôi tranh luận, trước hết là với một cán bộ cộng sản, sau nữa tranh luận với một nhà báo Pháp, sử gia Pháp, ông Henri de Turenne trên đài truyền hình Pháp. Thì tôi đã bảo rằng là ông ta không có nói dối. Nhưng mà ông ta chỉ nói một nửa sự thật. Mà khi ông quên một cái nửa sự thật kia đưa, thì là ông Hoan thì nói dối thôi. Thì với cái chuyện đó, chả hạn như là có mặt phải, mặt trái. Ông chỉ cho xem cái mặt trái thôi, không cho coi mặt phải. Thì tất nhiên là ông dù không dối trá, không đi lừa dư luận, nhưng cái cách xử sự của ông đó, như thế là ông đã, Pháp gọi là trong cây la vérité, là đã cắt xén cái sự thật đó, là gần như là bóp béo sự thật rồi còn gì nữa. Nghĩa là nếu mà nói bảo dối trá đó, thì trước hết là theo cái chủ đường lối của phe cộng sản nói chung và nói cả phe tự do hồi đó, gắn liền thông tin với tuyên truyền, lợi dụng cái thông tin để tuyên truyền. Ngày nay vì thế cho nên người ta tranh đấu cho cái tự do thông tin là quan hệ lắm. Tại vì anh có thể, anh xén bớt sự thật, anh có thể nói dối ngày hôm nay đấy, nhưng mà có lẽ chỉ độ 1 giờ đồng hồ sau hay 2 giờ đồng hồ sau hay là chậm lắm là 1 ngày sau thì lại các người khác người ta đưa ra những cái điều mà nó bổ túc cho những cái chuyện như anh nói. Thành ra anh có nói muốn dối trá không được. Mà trái lại vào cái lớp thời năm 1945, ngay sau lúc mà xảy ra cuộc cách mạng 1945 đó, thì ta nên nhớ rằng là cái phương tiện truyền thông hãy còn quá ư hồ sơ, chỉ còn nghe vào cái này radio mà thôi. Báo chí thì có in ra, biết là làm sao mà thành ra người ta có thể trình bày một phần sự thật mà tưởng rằng là cái sự thật nó chỉ có thế thôi, mà nó có người ta có thể tin tưởng như thế trong một cái thời gian từ nhiều tháng, chứ không phải là chỉ nhiều ngày mà thôi. Và vì vậy cho nên mới có bảo là nó dối trá. Dối trá là ở chỗ đó, từ thời của cái kỹ thuật truyền thông đại chúng ấy, hay còn quá thô sơ, thành ra người ta không cần gì phải dối trá, người ta đưa một nửa sự thật ra là cũng đủ dối trá rồi. Nên hướng nữa là hồi đó lại thông tin khó khăn thì ta muốn bịa chuyện gì ra cũng được, tha hồ bịa. Mà khi mà dân chúng đã không được thông tin một cách đầy đủ đó, thì ta dễ nghe những cái tin đồn. Càng tin đồn nhảm bao nhiêu được, dù nó nực cười đó. Và dù chẳng hạn súng mà bắn đi helicopter, bắn cái với trực thăng mà đúng vào cái trong trống trực thăng nó mà rớt ấy, thì họ hỏi rằng là phải là cực kỳ là ngu đọn để mới có thể tin chứ. Nhưng mà nhớ là khi mà toàn thể dân chúng đâu có được hiểu biết gì về khoa học, về kỹ thuật, chưa được thông tin đầy đủ,
thì nghe những cái chuyện thú vị thế người ta lại càng tin. Thành ra tôi chưa được nói tao bất chúng ta coi nhẹ cái tâm lý, nhưng mà chính tâm lý bây giờ càng ngày càng tỏ rõ cái sự quan trọng của nó. Vì nhận đến cái sự quan trọng của nó cho nên những sự thăm dò ý kiến đó, bây giờ nó trở nên một cái lợi khí vô cùng quan trọng để hướng dẫn các chính phủ. Công chính quyền phải luôn luôn thăm dò ý kiến để xem là dư luận biến chuyển ra sao. Thì đấy ta thực đời cái điều đó cho thấy rằng là về cái mặt tâm lý đó, tâm lý của nhân dân nó quan hệ vô kể. Mà chính cái tâm lý của nhân dân nó đưa đến những các cái phong trào, trong đó những cái phong trào giải phóng dân tộc đó. Cái gì thưa? Chính vì cái tâm trạng của người dân thay đổi mà khi người ta đồng thanh tư người ta theo nhau, nó tạo nên cái phong trào. Mà cái phong trào đó mới đầu ấy, nó chỉ là cái phong luồng dư luận thôi, nhưng mà một khi nó có quần chúng như thế, nó biến thành một cái lực lượng quần chúng, lực lượng chính trị. Mà một khi mà anh chấp nhận là người dân có thể sử dụng cái lá phiếu của mình để mà chọn cái kẻ cầm quyền đó, thì anh không thể nào mà anh đi ngược lại cái chiều hướng của dư luận quần chúng đâu. Đấy nha. Tôi cho là hơn bao giờ hết với các tiến bộ kỹ thuật trong ngành truyền thông đại chúng ấy, chưa bao giờ người ta phải để cái tâm lý nó quan hệ nó chi phối tất cả, không có thể coi thường cái chuyện về tâm lý chính. Thì đấy là cái nhận định của tôi. Xin giáo sư cho biết cái kết quả của những cái sự dối trá này và những gì đã xảy ra cho đất nước Việt Nam mình, cho người dân thời kỳ chống Pháp cũng như thời 1959 cho tới thời 1975 và bây giờ. Trước hết về cái dối trá là Đảng Cộng sản Việt Nam đó, họ phải giấu cái tung tích của họ, họ phải giấu cái đường lối của họ là đi tới cách mạng vô sản. Thì có như thế thì bây giờ mới có thể là lôi cuốn lấy được cái sự hưởng ứng của những cái thành phần mà hữu sản chứ. Thế đằng này á, muốn có những người đó hồi đó chống Pháp là phải dựa vào ai? Tức là nếu mà không có các cựu công chức Pháp, không có các thành phần tư sản Pháp sống ở trong các thành thị đó, thì cách mạng đâu có thể thực hiện được. Mà chính là sau khi chiếm được chính quyền, họ cần phải dựa vào cái nòng cốt đó. Biết bao nhiêu là những công chức cũ của Pháp, quan lại cũ của Pháp, sẵn sàng cộng tác với lại các ủy ban cách mạng. Tại vì sao? Người ta chỉ có một cái nguyện vọng là giành lại cái quyền độc lập cho đất nước. Mà chính những cái người làm một công chức, làm qua lại đó, người ta thấy rõ ràng hơn ai hết là cái kẻ thực dân ấy, đã đàn áp, đã kỳ thị thì cái người đối với lại dân thổ địa như thế nào. Họ thâm thía ở này hết. Nghĩa là khi mà cùng làm cả một cái công tác cả, mà thấy một cái anh sếp người Pháp đó, mặc dầu là bằng cấp không có gì cả, nó ra lệnh cho một cái người và thuộc viên, mà thuộc viên lại bằng cấp hơn họ, hiểu biết chuyện hơn họ, nhưng mà vẫn phải theo lệnh họ. Thì người ta cảm thâm thía ân hai hết. Là đấy, nó có cái sự khác biệt rõ ràng giữa cái giai cấp thống trị và giai cấp bị trị. Mà cũng vì thế cho nên cái cức trách những cái người mà trước kia làm cựu công chức, cựu quan lại mà chính không có họ đó, thì dễ gì mà sau cái cuộc cách mạng ấy mình đã tổ chức được cả một cái cơ cấu để thống nhất đất nước và cai trị đất nước. Thế nên nhớ là đó là một cái gì mà có lẽ chế độ đô hộ Pháp đó, họ không ngờ khi mà họ luyện cái bộ máy để công sự với họ, để làm việc cho họ. Nhưng mà chính cái bộ máy đó về sau đã giúp để giải phóng dân tộc chống lại họ. Thế đấy, luôn luôn là sự đời nó là như vậy. Người cái kẻ thực dân ấy, nó tính mà đằng, nhưng mà rốt cục lại nó có những các cái hậu quả nó khác hết.
Dạ vậy vậy trong cái sự dối trá này thì là cái người dân Tôi Việt Nam này nói bảo rằng dối trái thì trước hết thì tôi hỏi là nó là cái logic của chế độ, và nói bảo rằng là người ta cố tình dối trá không đúng. Cái chuyện người ta phải che giấu cái bản chất của người ta thì mới có huy động được toàn dân. Thế thì đến lúc mà người ta nhận rõ ra thì bảo là họ dối trá thì nói cho đúng, thì có thể đó là khách quan mà nói, cái nhìn vào sự mặt không thì quả thật khi không nói sự thật là dối trá chứ gì. Nhưng mà làm sao mà họ có thể nói rõ sự thật vào trong cái giai đoạn đó nếu mà muốn huy động quảng đại quần chúng chống lại Pháp. Thành ra là người ta phải che giấu cái bản chất của người ta đi đấy. Thì tôi đã người đã nghiên cứu lịch sử thì tôi thấy là mình không nên có những cái sự phê phán nó cực đoan, nó trở nên bất công. À, chắc cho giáo sư miếng nước rồi cho cái khăn lau miệng nữa. Nào không? À, thưa giáo sư, trong cái thời kỳ thứ hai là sau này Cộng sản Việt Nam có huy động miền Bắc chống Mỹ cứu nước thì sao? Xin giáo sư cho biết cái cảm nghĩ. Trước hết tôi xin nói ngay, từ năm 1954 thì tôi đã vào trong Nam, và đã vào trước khi có Hiệp định Geneva, là tôi ở trong lúc ấy tôi ở trong nội các của Hoàng thân Bửu Lộc, và với cái tư cách là Bộ trưởng Giáo dục đó, và trong thực chất đấy là phải đi sang Pháp hồi đó cùng với lại ông Bổng Lộc và mấy vị khác như là Nguyễn Đắc Khê, Nguyễn Quốc Định, để mà theo dõi cái cuộc hòa đàm ở Geneva. Tôi ở Paris nhưng cho tôi theo dõi cái chuyện đó. Thì khi mà thấy đất nước mà bị chia đôi rồi đó, thì nội các Bổng Lộc đã từ chức mà chuyển giao quyền lại cho Thủ tướng Ngô Đình Diệm, lúc đó chưa phải là Tổng thống. À, thì từ cái ngày đó đó thì tôi không ở Hà Nội nữa mà tôi đã vào Sài Gòn. Thành thử những cái việc, những cái cách thức mà ở ngoài Bắc họ tuyên truyền như thế nào để huy động quần chúng, có thể nói là để đánh lừa quần chúng để theo họ đó, tôi không thể biết. Và tại vì tôi ở trong Nam. Nhưng mà đó, tôi biết rằng là từ cái lúc đó trở đi, từ Hiệp định Geneva giờ đi đó, thì Việt Nam mình đã bị chia đôi. Và chia đôi là tại sao? Tại vì đúng như tôi đã lo ngại từ trước đó. Trước kia chỉ là một cuộc chiến tranh giải phóng của nhân dân Việt Nam chống lại thực dân Pháp. Từ cái Hiệp định Geneva vừa ra đi chia đôi đất nước ấy, thì là chúng ta một nửa nước đi theo khối cộng sản, một nửa nước đi theo khối tự do. Và khỏi cần nói là bên nọ hay bên kia đó đều phải chửi bới lẫn nhau, mạ lị nhau, nói xấu lẫn nhau. Thành ra nếu người ta bảo rằng là Mỹ muốn trở lại để lập lại cái chế độ đó họ ở ngoài Bắc, thì cái chuyện đó là cái chuyện chắc chắn nó phải xảy ra. Mà ở trong Nam đó, tôi nhớ cái những cái phận là đầu tiên mà của cái chính phủ Ngô Đình Diệm đó, lúc ông Ngô Đình Diệm còn làm thủ tướng đó, thì tôi còn nhớ đến cái công lao của người bạn đã quá cố rồi, là ông Trần Chánh Thành, đã phải tổ chức cả một cái phong trào tố cộng. Bởi vì rất nhiều người Lê Vĩ Tuấn 17, mà nhất là ở trong Nam, hay còn cho rằng những cái người mà ở Bắc mà đi vượt vào trong Nam ấy toàn là những cái kẻ trước theo Tây cả, theo thực dân Pháp. Thành ra người ta không chưa hiểu là chống cộng hay là theo cộng như thế nào. Mãi mà từ cái lúc mà có cái đệ nhất Cộng hòa
từ cái lúc mà từ có thủ tướng có đi diệm đã có cái phong trào tố cộng đó thì bây giờ cái dần dần thì người ta mới thấy rõ ràng, mà đặc biệt là khi người ta thấy có gần 1 triệu người ở Bắc không ngần ngại mà đi vào trong Nam đi theo, thì người ta tự hỏi rằng những người đang có nhà cửa, đang buôn bán làm ăn giàu có, tại làm sao mà lại không ở ngoài Bắc mà lại đi vào trong Nam để mang tiếng để đi theo Tây? Thì người ta mới hiểu rõ rằng là cái có những xảy ra những cái vụ như là đấu tố về cải cách ruộng đất, thì những cái chuyện đó nó cho thấy rõ cái bộ mặt thực của Việt Minh, là của Đảng Cộng sản đó. Bây giờ là họ thực hiện cách mạng vô sản, sớm họ phải diệt hết những cái thành phần coi là tư bản đó. Hoặc là vì thế cho nên là người ta hiểu rõ người ta không theo Cộng sản nữa. Mà ở ngoài Bắc tất nhiên là chỉ còn lại những cái phần tử chưa hiểu gì về Cộng sản hết. Thành ra là dễ thấy cái tuyên truyền mà cái bọn này nó đi theo Tây, bây giờ nó theo Mỹ, là nó muốn lập lại cái chế độ đô hộ. Thì đó là cái ảnh hưởng của sự tuyên truyền. Nhưng mà đó, sở dĩ tuyên truyền được là như tôi đã nói đó, hồi đó là dân chúng chưa có hiểu biết, chưa có cái tự do thông tin. Thành ra phương tiện truyền thông đó hãy còn là thô sơ quá. Thế ai nói cái gì thì người ta tin ngay một cái thời gian có thể là kéo dài tới hàng năm, hàng tháng đó. Mà trong một khi người ta bưng bít tất cả thì người dân trông cậy vào đâu để mà hiểu biết. Mà bây giờ đó là không bưng bít được nữa. Thành ra là người ta hiểu rõ quá. Chứ còn nếu mà bây giờ mình với cái kiến thức của mình bây giờ mình xét lại những chuyện cũ để cho rằng người xưa đó là tại sao mà lại ngây thơ như thế liền là thì hiểu cũng là tội. Nên mình nên nhớ phải đặt mình vào hoàn cảnh lúc đó với những cái phương tiện thông tin mà hãy còn thô sơ như thế, với một cả một cái bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản là tổ chức từ trên thượng tầng mà cho đến những các từng làng, từng thôn xóm một ấy, thì làm sao mà người dân có thể hiểu biết được sự thật? Nhưng mà bây giờ thì không, may lắm vì nhờ ở những tiến bộ kỹ thuật truyền thông đó, cho nên mình không lo cái chuyện đó nữa và không thể bưng bít được nữa. Thưa giáo sư, là một luật gia, giáo sư nghĩ gì về cái chính sách cải cách ruộng đất của Cộng sản tại miền Bắc từ năm 1953 cho tới năm 1956? Và giáo sư có những chứng kiến gì về cái công cuộc cải tổ, cải cách ruộng đất này không ạ? Thưa, như tôi đã nói đó, tôi vào trong Nam từ ngay từ năm 1954. Mà vì vậy mà không được chứng kiến tận mắt. Nhưng mà khi mà tôi ở trong cái ủy ban kháng chiến đó, tôi đã thấy họ có chương trình rồi. Bắt đầu chẳng hạn như là cái gọi bắt đầu bằng cái chuyện đổi tiền. Những ai có đầy giấy bạc Đông Dương cũ đó phải đổi lấy tiền mới, tiền mà có tiền Hồ Chí Minh. Thì chính cái chuyện đó nó đã khiến cho nhiều người phải vội vã mà bỏ cái vùng chiến khu đó để mà trở về thành. Đấy, cái chuyện đó anh ta thấy. Bởi vì khi mà tiền mà phải đổi lấy tiền Hồ Chí Minh thì điều đó có nghĩa là không thể rời khỏi cái nơi mình đang di tản được, phải bắt buộc ở lại đấy mãi. Thế mà khi còn tiền Đông Dương mà muốn giữ lại cái giá trị đồng tiền thì phải về thành. Thế thì về ruộng đất cũng vậy đó. Mới đầu họ chưa có tí thu ruộng đất, chỉ nói cải cách thôi. Nhưng mà sau khi thấy đấu tố các địa chủ đó, thì bây giờ người ta thấy nguy hiểm đó. Chỉ có ở ngoài Bắc thì làm mấy ai mà có những cái đồn điền cánh gò bay đó, như trong Nam hàng trăm mẫu ở ngoài Bắc ấy, một mẫu có 3.600 thước vuông mà giỏi lắm đó. Cái người nó có bách mẫu thư điển 100 mẫu, chỉ tức là có bao nhiêu? Có 36 hecta, tức là bằng 36 mẫu trong Nam thì có thấm vào đâu. Ấy thế nhưng mà ở ngoài Bắc như thế là đã là bị coi là đại địa chủ rồi và đem ra đấu tố. Mà cái kẻ mà bắt buộc phải đấu tố là ai? Chính là thân nhân. Là những người trước đã làm với chủ, bây giờ phải ra tố cáo cái chủ, bảo chủ đã khai thác tôi, bóc lột tôi thì sẽ làm.
đến nỗi mà con phải đấu tố bố, con rể, con dâu phải đấu tố bố chồng với lại bố hay bố vợ, bố mẹ vợ. Không có tội, coi là có tội, vì đối với đúng với cái đường lối của Đảng Cộng sản chủ trương, chứ nói khác là chết thôi. Thì tôi bảo rằng chính cái đó nó làm cho biết bao nhiêu người đã vỡ mộng rồi. Trước kia người ta chưa biết Cộng sản là cái gì, thành ra về sau người ta triệt để người ta chống Cộng sản là vì thế. Mà cho đến bây giờ những cái người chống Cộng sản vẫn còn chống lại, vì sao? Người ta đã hiểu rõ cái bộ mặt thực như vậy rồi. Mà đại nhờ cái chuyện đấu tố, tôi có thể nói là một cái sự sai lầm lịch sử của phong trào Cộng sản từ Âu sang Á. Họ đấu tố, họ làm cái chuyện như thế, trong khi những cái vùng mà là hãy còn lạc hậu như thế là vừa giờ vào nông nghiệp. Tôi cho rằng cái cuộc cải cách ruộng địa là cái sự sai lầm rất lớn của cái phong trào Cộng sản. Và làm như thế người ta thấy rõ ngay thì Cộng sản sẽ đưa tới cái gì. Mà ở những cái nước chưa phải nước kỹ nghệ hóa, tân bộ, tiến bộ đó, thì người ta sống toàn bằng nông nghiệp và dựa vào đất đai. Người ta biết rõ cái sự thực là địa chủ đâu có tà đáng như vậy. Mà lắm khi người ta trở nên địa chủ là bởi vì, như cho đi biết như ở Việt Nam, ở Bắc Việt đó, có người trở nên địa chủ có cả hàng trăm mẫu ruộng ấy, đâu có phải là người ta muốn mua cái đất đai đó để mà rồi người ta khai thác cái tá điền, không phải. Ở nhà quê, trong các làng, cái ông nào có máu mặt thì tất nhiên là có cái bổn phận phải cưu mang, phải nâng đỡ những người đồng hương ở trong xã là mình nghèo túng. Khi người ta đến người ta vay tiền, người ta chẳng có cái gì khác hơn là một cái một vài mẫu ruộng hay là mấy sào ruộng, ta dùng cái đó ta cầm, người ta vay tiền thì để là dùng cái ruộng kia để mà bảo đảm cho cái món nợ. Nhưng mà rồi đến cái lúc trả nợ đấy, người ta có đâu có tiền với người ta trả nợ, thôi người ta xin gán luôn cái đó để ta để vay thêm tiền của ông chủ đất đấy. Thì từ kia tự dưng biến thành ra là đang chủ nợ, biến thành ra chủ đất, mà rồi người ta có tự khai thác lên đâu. Thì chính cái chủ cũ tiếp tục cái thác với tư cách là tá điền để nộp đĩa tố. Thành ra về sau này thì bảo chính đó là những địa chủ tàn ác khai thác lao động, khai thác tá điền đem ra đấu tố người ta. Thì đứng về cái phương diện đạo đức thì quả thực là họ đã lợi dụng cái cơ hội đó để bỏ thanh toán cả một cái thành phần xã hội, liệt vào thành phần tiểu tư sản, thành phần trưởng giả, để mà thực hiện của cây bảng vô sản. Thì đấy, họ làm như thế thì người ta thấy rõ cái bộ mặt thật. Thế rồi sau này người ta thấy là đây là quốc hữu hóa thương nghiệp, thôi thì các nhà buôn lớn mà tịch thâu biến thành là mậu dịch quốc doanh đã đây rồi. Những cái người mà buôn thúng bán mẹt, bán hàng rong mà rồi cũng cấm, bắt buộc làm như thế là cái mầm mống của cái chế độ tư bản đó. Thì họ hỏi là đối với những người dân như là dân Việt nước, làm sao mà có thể chấp nhận nổi những cái sự tuyên truyền như thế. Thành ra tôi nói là tất cả những cái vụ mà cải cách là tịch thâu đất đai rồi thì quốc hữu hóa thương nghiệp mà gì vì các kỹ nghệ đó, thì là một cái đường lối sai lầm. Mà cũng vì thế cho nên bây giờ họ đang phải lật ngược chiều. Mà ta thấy là như ở Liên Xô đó, đã bây giờ là thả nhớ nước Nga rồi đó, thì người ta tự do làm giàu, buôn bán làm giàu rồi. Mà ta có những cái ông mà lên là tỷ phú rồi. Tôi bảo giờ lên dưới cái chế độ Cộng sản thì làm sao mà có được nói triệu phú đi chứ, được nói gì đến tỷ phú đó. Đấy. Thì đẹp đấy. Thì là cái chuyện đời nó thay đổi. Các ông muốn theo cái lý tưởng Cộng sản đó, cũng không được nữa. Bởi vì cái kinh tế nó tiến bộ như thế, con người ta phải sinh sống, mà sinh sống nhà nước không thể bao cấp được, thì phải chấp nhận cái kinh tế tự do. Vì cái tự do có nghĩa là người ta phải tự do trao đổi, là chấp nhận thị trường chứ có quái gì đâu. Đó là một cái sự biến chuyển tự nhiên
một cái quy luật lịch sử đấy, ta gọi nó vậy, nó đương nhiên nó phải như thế. Chứ còn nếu mà ông muốn dùng cái ý chí của mình để thực hiện cái chế độ cộng sản, là trong đó toàn thể đất đai, toàn thể các cái tài sản về chế độ đó trong tay nhà nước cả, thì đâu có thể làm được. Thì tất nhiên ông nắm được cái thì kinh tế cứ sụp dần, thì tới một cái lúc mà không chịu đựng nổi nữa thì ông phải bung ra chứ có gì đâu. Dạ thưa, là một luật gia, giáo sư nghĩ gì về cái chính sách này cơ? Tôi nghĩ ở đấy đấy rồi, vâng. Dạ thưa giáo sư có nhận xét gì về con người của ông Diệm và ông Thiệu? Đây cả hai người đó thì tôi đã đều cộng tác và cách cũng khá thân thiết. Đối với ông Diệm đó thì quả thực tôi chưa biết ông ấy, phục ông ấy là một người yêu nước chân chính, một người lý tưởng, không có nghĩ gì đến cái quyền lợi riêng của ông ấy cả. Nhưng mà còn về cái cách mà cai trị, cách trị nước của ông ấy, thì ngay từ cái hồi là đầu tiên đó, tôi đã không đồng ý. Và có lẽ cũng chính vì thế đó mà tôi đã không giữ nổi mấy cái chức vụ là thống đốc ngân hàng quốc gia mà hồi đó rồi. Và tôi trở về, ông ấy quý tôi, ông ấy kéo tôi, yêu cầu tôi phải làm cố vấn cho ông ấy. Tôi nhất định tôi không có đặt cái văn phòng cho phủ tổng thống. Vì tôi biết thì cố vấn thực sự cho ông ấy có uy quyền là em ông, là ông có đi nhu. Chứ tôi mà lại mang tiếng cố vấn mà ở trong phủ tổng thống đấy thì có khi tôi mất mạng. Thành thực như vậy, tôi biết là người ta không có thể nào và chấp nhận cái sự hiện diện của tôi ở bên cạnh ông tổng thống Diệm. Nhưng mà cứ hàng tuần mà tôi gặp ông tổng thống, tôi biết ông ta là một cái người thành thực yêu nước. Nhưng mà ông ta không có cái kinh nghiệm làm tổng thống như thế thì không được. Thì ngay từ hồi đó tôi nghĩ vậy, về cá nhân luôn nhận thì như vậy đó. Mà cũng vì vậy cho nên là cái công tác với ông Diệm tôi cũng kỳ khôi lắm. Tôi vẫn chỉ là tới cái giáo sư trường luật làm cố vấn hàng tuần đó, đi vào là gặp ông tổng thống, rồi có khi là dự những cái hội đồng có tư cách cao cấp lắm, như là hội đồng tối cao tiền tệ và tín dụng đó, thì bên cạnh ông do ông phó tổng thư Nguyễn Cầu Thơ chủ tọa đó. Nhưng mà là bên trong đó tôi là mấy cái tư cách cố vấn chẳng là cái gì cả, nhưng mà tôi cũng được tham dự vào những các đó. Thì tôi hiểu mấy cái chế độ nó đi như thế. Còn về sau này với ông Thiệu ấy, thì chính tôi là người mà đã tổ chức tôi đã viết cái cuốn bạch thư về với tựa đề là Chiến tranh và Hòa bình ở Đông Dương. Là trong đó tôi đã nói bảo rằng không phải là có tới 4 năm cuộc chiến tranh xảy ra ở Việt Nam, mà tựu chung chỉ là có một cuộc chiến tranh do đổi hình thức. Và trong đó cái tác nhân duy nhất vẫn là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đấy. Từ cái lúc mà chiến tranh chống Pháp, rồi sau này giữa bảo là chống Mỹ, chống hai miền, thì cả về sợ thì chống tàu hay gì nữa, thì tựu chung vẫn là Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì tôi có làm cái cuốn bạch thư đó là Guerre et Paix en Indochine. Thì để đưa cái cuốn bạch thư đó ra đó, thì tôi có tổ chức một cái cuộc hội thảo long trọng về tiếng Pháp là ở Paris này. Thì nhờ lúc đó thì nhờ cái sự yểm trợ của cái Ủy ban Pháp Quốc yểm trợ Việt Nam tự do, rồi Comité Français de Soutien pour un Vietnam Libre, thì nó ủng hộ một nước Việt Nam tự do, chứ không phải là ủng hộ nước Việt Nam tự do chống đối với lại nước Cộng sản Việt Nam Cộng sản đâu. Nó ủng hộ cho một nước Comité de Soutien pour un Vietnam Libre, một nước Việt Nam tự do. Thế thì hồi đó đó, đứng đầu của cái hội ở ra điều trợ đó là một ông nghị sĩ Pháp
là ông ấy lại là thị trưởng của cái quận 6 ở Paris. Ông ấy làm tay vai vế ở trong cái đảng RPR. Đó là vì thế, với cái sự tiếp tay, tôi đã tổ chức một cái hội thảo với mục tiêu gọi là để vãn hồi Hiệp định Paris 1973. Vãn hồi nghĩa là chỉ là, tiếng Pháp tôi dùng là remise en vigueur, nghĩa là trước kia không thi hành nó, bây giờ đem thi hành nó. Mục đích của tôi lúc đó là tại vì đang xảy ra cái cuộc chiến sự ở bên Campuchia, đó, thì sắp sửa để giải quyết cái vấn đề đó phải có cái hội nghị quốc tế. Thì hội nghị quốc tế tôi bảo rằng là cái vấn đề hòa bình ở Campuchia nó không thể tách rời khỏi cái vấn đề hòa bình của toàn cõi Đông Dương. Như vậy đó thì phải có đại diện của tất cả các phe nhóm ở Đông Dương. Mà như vậy là Việt Nam Cộng Hòa phải có đại diện, phải nói cho nó. Mà cái người đại diện cho Việt Nam Cộng Hòa ký Hiệp định Paris là ai? Là ông cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Thành ra hồi đó ông ấy đang ở London rồi. Chúng tôi đã liên lạc, tôi mời ông ấy tham dự. Ông ấy sẵn sàng tham dự. Thí dụ như ngày mai mà khó hội thảo thì ngày hôm nay đó, tức là 24 giờ đồng hồ trước ấy, thì một luật sư người Mỹ đã xin đến gặp tôi với lại bác sĩ Trần Văn Độ, tại là gặp ở nhà bác sĩ Trần Văn Độ ở quận 16. Thì xin là tôi có kể cho đứa luật sư Stenman đã, ông ấy ở New York, mà ông ấy là coi là đại diện cho ông Moynihan phái đi. Nhưng mà ông ấy nói ông ấy là chính là đại diện không chính thức của ông Kissinger để muốn để theo dõi cái hội thảo ấy. Thế và ông ấy đến nơi mới yêu cầu với bác sĩ Trần Văn Đỗ tôi và xin hai vị đừng có để cho ông Tổng thống Thiệu, cựu Tổng thống Thiệu tham dự cái hội trường, tham dự đại hội. Thế mà lúc đó ông Thiệu đã có mặt ở Paris rồi, chỉ còn có 24 tiếng đồng hồ thôi. Mà chúng tôi trong ban tổ chức là bác sĩ Đỗ với tôi. Thì bị la tét. Nhưng tôi bảo rằng là tôi cứ biết là ông Thiệu đã từ lông rồi ông sang, rồi sẵn sàng dự rồi đấy. Thế này nhưng mà điều này tôi sẽ bàn lại với lại ông Tổng thống Thiệu, nếu mà tự ý ông ấy mà không dự đó thì càng hay. Mà nếu mà ông ấy cứ cố ý ông nhất định ông dự ấy, tôi không có quyền mà tôi gạt ông ấy ra. Tại vì đã mời mà ông ấy là lý nhân với cái vụ mà cũng trong này liên quan đến ông ấy phải lên tiếng. Nhưng mà sau khi nói chuyện cho ông Tổng thống Thiệu biết đi, thì ông Tổng thống Thiệu thôi bà thôi không dám, không dự nữa. Thành ra trong cái hội thảo đó ông Thiệu không có dự. Nhưng mà sau cái buổi hội thảo đó thì chính cái ông Stenman đó thì có làm một cái điện đến phúc trình cho Kissinger của Mùi Nhà. Thì tôi nói thực cái chính ông ấy đang cho tôi coi cái điện tín ấy. Ông ấy bảo tôi có thử cái gì tôi thấy chẳng có gì cả đấy, cứ mà gửi. Thì đấy là cái vụ mà ông Thiệu là biết đi Hiệp định Paris thì như thế đấy. Thì tôi mới lại ông Thiệu là trong những cái từ cái trước cái khóa hội thảo đó thì tôi đã từng gặp ông Thiệu. Nhưng mà gặp ông Thiệu là lúc đó mấy cái tự do tôi đã tản cư rồi. Thì suốt từ năm 1978 đến sang Pháp đấy, cho đến năm 1986 tôi không có hề gặp ông Thiệu. Mặc dù ông ấy ở bên London mà tôi ở Paris. Vì tôi cứ như tôi đã trình bày, tôi nói tôi theo với tôi đáng lẽ ông Thiệu đó thì cái năm 1975 đó ông cứ tiếp tục, ông ấy với cái tư cách đó, ông lập một cái chính phủ lâm thời thì tranh đấu nó dễ. Thế bây giờ sau 10 năm rồi thì tranh đấu nó khó quá. Thế nhưng mà chả lẽ không tranh đấu. Thành ra đã có một cái buổi họp và đấy đối với tôi là riêng tôi là quan trọng.
là cái buổi họp với ông Thiệu đi từ lâu rồi sang, rồi lên đấy gặp bác sĩ Đỗ và ông đại tá Mai Viết Chiết, đi xuống cái làng sốt ở gần dưới Argen ở dưới là của nhà riêng của ông bà Nguyễn Đắc Hê. Thế thì họp và đấy là mấy người với nhau đó, là ông Thiệu này, bác sĩ Đỗ này, ông Mai Viết Chiết này, ông Nguyễn Đắc Khê với tôi, 5 người để họp về bàn phải đến là như thế nào, đối phó như thế nào với tình hình. Thì sau cái đó thì tôi mới vững tin rằng là ông Thiệu sẽ tham dự cái chuyện mà là vận động vãn hồi hiệp định Paris đó, thì tôi mới có thể tôi làm được từ cuốn mạch thư rồi thì tổ chức cái hội thảo đó. Nhưng mà đến phút cuối cùng đấy Mỹ chặn, không cho ông Thiệu dự, và để đền bù đến ngay đáng lẽ ông Thiệu cũng là được mời là với cái tư cách là ở trong cái Liên minh Á Châu chống cộng, thì chủ tịch là ông Cốc Chính Cơ là ở Đài Bắc, mà hồi đó là còn tổng thống từ Kinh Quốc, con trai từ Tường Giới Thạch đó, thì là định khoa làm cái khóa họp lớn của Liên minh Á Châu chống cộng, thì mời ông Thiệu sang Đài Bắc để diễn văn làm diễn giả guest speaker. Thế thì phút cuối cùng ông Cốc Chính Cơ lại xin lỗi ông Thiệu, bảo thôi vì ông Tưởng Kinh Quốc chống đối, bảo không phải bỏ cái vụ đó đi. Thành ra ông Cốc Chính Cơ cứ về, nhưng mà hứa thì sẽ mời ông Thiệu là nói ở cái đại hội thế giới liên minh thế giới chống cộng ở Geneva, thì ông Thiệu sẽ lên tiếng đấy. Thì tôi sẽ đã cùng đi mấy ông Thiệu để sang Geneva và dự cái khóa họp của Liên minh Thế giới chống cộng ở Geneva. Đấy. Nếu tôi không làm thì năm 1987, cuối năm 87 đó. Thì đấy, cái sự liên lạc của tôi với ông Thiệu là như thế. Thì cũng khá mật thiết. Dạ, thế xin giáo sư cho biết về cái Hiệp định Paris đã diễn ra sao, và Việt Nam Cộng Hòa có được đối xử công bằng hay không cơ? Thì tôi xin nói, nếu mà xét với con mắt luật ra, cái sự đáng buồn một cái hiệp định mà trong đó đấy bao nhiêu nước ký, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc có chứng kiến vào đấy, có ký vào đấy, Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Trung Hoa, Trung Cộng đấy, rồi là Indonesia, rồi Ba Lan, một số đông như nước ký vào như thế. Thế mà đến khi xảy ra cái việc mà Bắc Việt trả lời trong Nam đó, không có một động tĩnh gì hết. Thì tớ hỏi một cái hiệp định mà trong đó mình mấy nước ký long trọng như vậy, mà khi không thi hành, không có một cái phản ứng nào hết. Nếu mà có phản ứng chỉ là cứu với những cái người mà có thể bị chết vì cái biến chuyển này đó, thì tôi xin nói với cái tư cách là một luật gia, tôi không thể nào nén cái sự phẫn nộ của tôi được. Thì tôi mất hết tin tưởng là ở những cái thứ hiệp ước mà đông người ký như vậy đó, đông người ký mà đến lúc mà người ta đã chấp nhận là có thể phải để cho bạo lực toàn thắng, mà mục đích là gì, đúng như anh nói, Hoa Kỳ muốn rút khỏi Việt Nam, không muốn trở lại nữa, có thế thôi. Thế mà thầy cho tôi đặt vấn đề như thế này, tất cả là tùy thuộc ở những cái tác nhân trí yếu. Khi họ muốn chiến tranh, tiếp tục chiến tranh, có chiến tranh, mà Việt Nam mình lúc đó đấy, nếu không cẩn thận thì bị lôi cuốn vào, rồi một nửa nước đứng ở phe này, một nửa nước đứng phe kia lại, rồi rốt cuộc dù không muốn có nội chiến mà vô hình chung rút đi lại đi tới chuyện nội chiến ấy, là khi một nửa nước theo bên này, nửa nước theo bên kia, lại dùng quân đội của mình lại đánh lẫn nhau, mà một khi đã ra trận rồi mình không bắn kẻ địch, kẻ địch có bắn mình cơ mà, một khi mà đã bắn giết nhau rồi đó, thì cái hận thù nó càng ngày nó càng sâu thêm, làm sao mà có thể là quên đi được nữa.
tôi nghĩ đến những người mà có thân nhân bị chết trong cái cuộc chiến đó, hay là sau này đó, mà bị là bị bỏ mình ở trong các trại cải tạo ấy, hay là khi mà phải vượt biên ấy, thì người ta sao, làm sao người ta quên được cái sự đau đớn đó. Và vì thế cho nên nếu mà cái thảm họa đó nó tái diễn thì có thể là cái dân tộc mình thì thôi phía nào hỏng mất rồi. Là những cái kẻ có trách nhiệm bây giờ và cứ muốn là nuôi dưỡng cái đó, muốn trở lại cái tình trạng đó, thì về sau này nếu mà người viết lịch sử thì người ta không thể không buộc tội những kẻ đó đâu. Vì trong cái giai đoạn này có cái trách nhiệm mà phải cố tránh những cái chuyện đó. Chứ nếu mà lại cứ luôn luôn nuôi dưỡng cái hận thù cũ, mà rồi vì cái lý do lý tưởng mà đi đến chỗ chém giết nhau, mà ai chém giết cho toàn là dân mình giết dân mình. Mà ở ngoại quốc người ta có những cái khí giới tối tân, người ta có thể tiêu diệt hàng chục ngàn người ở đây, người ta không có thiệt người nào, trong khi mình thì giết lẫn nhau. Thế đó có phải là một cái sự tàn nhẫn? Về tôi là mình phải, nếu mà mình yêu nước, mình là có cái đầu óc dân tộc, thì mình phải cố tránh cái chuyện đó. Chứ còn lại cứ sẵn sàng mà ở đây này, phải độc lập, phải dựa vào cái này, hoặc là phải theo đúng chủ nghĩa dựa vào, thì tôi cho là làm như thế là có tội. Có tội với lịch sử. Nhớ tôi đấy, cái của tôi là như vậy. Dạ, thưa giáo sư, xin giáo sư cho biết giáo sư suy nghĩ gì về cái cuộc đảo chính của ông Diệm năm 1963 và cái chết của ông Tổng thống Diệm cơ? Tôi không khỏi cái cảm nghĩ là nếu mà không có cái sự can thiệp của ngoại quốc đó, đây là tức là của Hoa Kỳ, thì dễ gì mà đã có cái cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963. Tại vì là quân đội Mỹ lúc ấy ở trên đất nước ta, mà Mỹ đó lúc đó là chủ trương là đổ bộ đánh nhau trực tiếp để diệt cộng sản, mà ông Diệm thì biết không muốn cho cái chuyện đó nó xảy ra cả, không muốn là quân đội Mỹ trực tiếp đổ bộ ở Việt Nam rồi đánh nhau với cộng sản, mà cộng sản đó lại cũng là những người Việt Nam. Thì cái câu mà đây không phải là của ông Diệm, nhưng mà sau này cũng Trần Minh Hương nói tôi, dù máu của Việt Cộng hay máu của Việt quốc gia đó, tự chung cũng là máu của người Việt. Thế mà đấy như là cái mượn tay ngoại quốc để mà đi giết những người Việt. Nhưng có phải là những cái chính sách của Mỹ là giải phóng Việt Nam để cho Việt Nam được lập hoàn toàn? Thì trước hết đó, cái hồi mà Mỹ can thiệp đó, thì nếu mà có đánh nhau thì đánh nhau, đừng có là giới hạn là ở vĩ tuyến 17. Nhưng mà sau nữa thế này, họ mang quân Mỹ đến đây, đứng về phương diện quốc phòng đó, chiến lược đó, phải công nhận là Mỹ đã đạt được cái mục tiêu, đã thử nghiệm và đã thành công cho cái sự thử nghiệm ấy, là có thể đổ bộ ở một cái nơi không có hạ tầng cơ sở gì hết, không có cả nước sâu, không có phi trường, mà có thể đổ bộ trong một cái thời gian ngắn, hàng mấy trăm ngàn quân. Thì Mỹ đã thử nghiệm cái chuyện đó và đã thành công. Nhưng mà khi họ thấy rằng đánh nhau không được, mà tiếp tục đánh nhau thì thiệt thòi, tất nhiên là họ phải bỏ. Họ phải bỏ. Thế thì chính trong cái hồi kêu tôi nói, Mỹ hồi đó đó thua ở cái mặt trận Việt Nam. Nói thẳng là khi rút lui như vậy là thua rồi. Nhưng mà đó, Mỹ đã thắng trên mặt trận, trên phương diện, trên bình diện toàn cầu đấy. Mỹ đã thắng tại vì đã cứu được đồng đô la, và đồng đô la đã làm chủ từ năm 1971
lúc tới thời Tổng thống Nixon đó, vào tháng 8 năm 1971, khi mà tách rời cái đồng đô la ra khỏi cái bản vị vàng đó, coi là thả nổi đồng đô la đó, thì từ cái ngày đó đó đã cứu đồng đô la trở nên là cái thứ tiền duy nhất của toàn thế giới và cho đến bây giờ. Ta lấy ví dụ Trung Quốc, Trung Cộng đó, chống nhau với Hoa Kỳ, tích lũy được cả cái khối dự trữ và tính ra là tiền đô la là mà khổng lồ như vậy. Thế tại sao vẫn giữ tiền đô la? Tại sao vẫn giữ những cái trái phiếu của Hoa Kỳ? Thế nên nếu mà muốn thống trị đó thì tại sao không chỉ để diệt đồng đô la đi để mà cho đồng nhân dân tệ chứ? Mà chính Trung Quốc cũng thấy cần phải giữ đô la. Thì khi mà chấp nhận đồng đô la đó thì chả lẽ để cho nước Hoa Kỳ sụp à? Thì chắc đồng đô la nó biến thành dễ lộn. Mà khi nhiều như vậy đó, tôi thấy là ta thấy cái thực trạng thế giới đó là như thế. Thành ra là cứ nói đánh nhau ở đâu cũng phải có tiền. Mà khi mà cứ phải bỏ tiền cho hoài đó thì tiền lấy ở đâu ra? Vẫn biết là ông in ra, nhưng in ra người ta cứ tiêu thì mới là tài tiền, và ông người ta không tiêu nữa thì là dễ dọn chứ còn gì. Thành ra vì vậy cho đến bây giờ vẫn là đồng đô la làm ba chủ hoàn cầu. Tôi phải công nhận như thế. Nên là đó là sự thực. Chứ còn nếu nói rằng là đánh nhau đó là vì giải cứu nọ, vì chống cứu nọ kia, thì xin thưa, đó là để cho đại chúng tuyên truyền dần. Còn trong thực tế đó, chúng ta vẫn sống dưới cái sự cự trị của đồng đô la Mỹ. Dạ, thưa giáo sư, xin giáo sư cho biết cái cảm nghĩ về cái chết của ông Diệm cơ. Về ông Diệm là tôi nói thì tôi thấy ông ấy chết cái gì về lý do là ông ấy đã chống lại, không muốn cho là Hoa Kỳ đổ bộ. Nhưng mà làm sao mà biết được cái chết đó? Vì cái người giết đó thì có lẽ vì tôi không biết là đâu, mà cái lệnh giết của cũng khóa, cái người ra lệnh ấy cũng không còn nữa. Thế thì đâu phải bây giờ thì chỉ là suy đoán cả thôi. Nhưng mà cái gì mà tôi biết ý, là ông Diệm giết ông ấy không muốn Mỹ đổ bộ. Mà trong khi đó, tôi thấy Mỹ muốn đổ bộ để thử nghiệm muốn dùng quân mình đánh Cộng sản trực tiếp. Thì đấy, thì hai cái đường lối trái ngược nhau. Vậy thì nếu mà có một bên nào mà phải loại trừ thì tất nhiên chỉ là bên phía ông Diệm chứ còn ai nữa. Dạ, thưa giáo sư, ông Hồ Chí Minh đã qua Mỹ vào đầu thế kỷ thứ 20 để xin giúp đỡ trong việc đánh đuổi Pháp và giành độc lập lại cho Việt Nam. Ông đã bị chính phủ Mỹ từ chối vì người Mỹ lúc bây giờ đang là làm việc với người Pháp. Nhưng một số chính khách Mỹ đó, họ đã giúp ông ta lấy cái nguyên bản của Hiến pháp Hoa Kỳ và đã được dịch ra và dùng làm cái nguyên bản Hiến pháp cho nước Dân chủ Cộng hòa Việt Nam. Nên hiện nay vẫn có một số không ít chính khách của người Mỹ, họ cho rằng ông Hồ muốn mưu cầu độc lập, công bình, tự do, no ấm cho người dân Việt Nam qua cái bản Hiến pháp này. Xin giáo sư cho biết ý kiến về bản Hiến pháp của nhà nước Cộng sản Việt Nam và thực sự xã hội Việt Nam dưới sự cai trị của Cộng sản có được hưởng những gì mà nhà cầm quyền Cộng sản hứa hẹn trong cái Hiến pháp này hay không? Đây, tôi sẽ nói về cái chuyện mà Hoa Kỳ không giúp Việt Nam trực tiếp đấy, là dù lúc đó là ông Hồ Chí Minh vận động chăng nữa hay ai chăng nữa cũng thế thôi. Tại vì là sao? Nên nhớ là cái quyết định nó đã được từ cái hội nghị, nếu tôi không lầm đó, thì ở Potsdam hay ở Yalta rồi đó. Khi mà lúc đó có Stalin, có ông Roosevelt, có Churchill, thì cái về cái chuyện đó sau cái đó thì có nói là các nước kia thì muốn cho Việt Nam, muốn cho Đông Dương nói chung đó
được đặt cái sự bảo hộ gì của Liên Hiệp và Liên Hợp Quốc mà nay ta đã xóa đàn rồi. Pháp không chịu. Đấy. Nhưng mà Pháp không chịu, tất nhiên là Mỹ cũng không thể nào mà giúp Việt Nam đánh Pháp để lấy độc lập được. Lúc đó Pháp, Anh, Mỹ còn là những đồng minh chứ mà. Thành cái chuyện không ngạc nhiên chút nào cả. Nhưng mà khi đưa cho ông Hồ Chí Minh cái bản văn của cái hiến pháp Hoa Kỳ đó, là cũng đã có ý muốn rằng là Việt Nam là sau này sẽ được như thế. Mà tất nhiên là khi ra một cái bản hiến pháp thì phải phòng theo cái bản hiến pháp Hoa Kỳ. Nhưng thưa đây, ra hiến pháp là một chuyện. Hiến pháp đó là một bản văn kiện, là một bản văn thôi. Quan trọng là người ta có thi hành hay không. Có hiến pháp đấy, bảo công nhận có quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do đi lại. Người ta không tôn trọng, người ta lại bảo rằng là được tự do, nhưng mà với những cái điều kiện nào đó nhà cầm quyền cho phép nhé. Thế rồi rốt cục lại, có cũng như không, có cũng như không. Thế thành ra tôi nói thì được cái tưởng là với cái bản hiến pháp đó mà là nếu mà thi hành được đúng đó, thì đương nhiên là một cái chính quyền cộng sản với một người như Hồ Chí Minh là có thể là cán bộ coi như là của đệ tam quốc tế được phái sang để mà thực hiện cuộc cách mạng vô sản ở Đông Nam Á, toàn nước nó không phải chỉ ở Việt Nam mà thôi, mà không cả toàn cõi Đông Dương ở Đông Nam Á nữa. Thì hỏi cho làm sao mà là một cán bộ của đệ tam quốc tế, dù là khéo là Hồ Chí Minh chăng nữa, mà có thể đi ngược lại cái đường lối chung của khối cộng sản, mà nhất là lúc đó lại muốn dựa vào khối cộng sản để giải phóng dân tộc. Thì tôi cho nó có một cái logic của lịch sử mà không thể tránh được. Bây giờ có người sẽ lại bảo rằng nếu cứ để nguyên cái hiến pháp năm 1900 bao nhiêu đấy, 60 mấy tôi quên 40 46 gì đó, mà theo đúng như Hoa Kỳ thì hiến pháp nó chuyện đâu có thi hành đâu. Mà vả lại người ta chấp nhận hiến pháp như thế để mà tuyên truyền. Chúng ta đã thấy tất cả mọi sự là tuyên truyền đã liền trước quay thời. Nhưng mà bây giờ đó, với cái sự hiểu biết người đương thời đó, ta xét lại chuyện cũ và tại làm sao nữa, nhưng mà thế tại làm sao mà lại mình lại để cho Pháp chiếm lập thuộc địa từ ngay từ năm 1900 ngày 860. Thế mà tại làm sao đó là mình tàu đó nó phải thả mình để cho mình độc lập ngay từ cái thời từ thế kỷ thứ 10. Thế chưa? Thì có những cái chuyện là lịch sử nó đi, nó diễn tiến, nó theo một cái logic của nó không tránh được. Thành thời ra bây giờ mình ở thế kỷ thứ 21, mà gì nếu mà xét lại dù chỉ là thế kỷ 20 đó, thì với cái con mắt, với cái sự hiểu biết của mình bây giờ, và tại sao cái người hồi đó không làm thế đó thế kia, thì quả thực là muốn làm lại lịch sử, nhưng mà làm lại lịch sử bằng những cái sự đưa ra những giả thuyết thì có làm lại được đâu. Phải thực tế mới được. Thực tế là lịch sử đó là vậy. Dạ, thưa giáo sư là một trong những người đã đặt cái nền móng cho hiến pháp và luật pháp của miền Nam Việt Nam. Xin giáo sư cho biết nhận xét ưu điểm và khuyết điểm của nền luật pháp này và sự so sánh của luật pháp của cộng sản trong nước hiện nay. Thế tôi là một luật gia đó, để đào luyện ở trong các cái ngành luật học của Pháp đó, thì đương nhiên tôi thấy cái chuyện quan trọng luật, như tôi đã nói đó, luật ấy còn cao hơn là cái những cái văn kiện ngoại giao nhé. Thế mà khi mà người ta có đạo luật đấy mà người ta không có tôn trọng thì có cũng như không, có cũng như không. Vì vậy thôi, cái quan trọng là cái tinh thần mà tôn trọng pháp luật. Pháp gọi như ở bên các nước Anh, Mỹ, tiếng Anh thì gọi là rule of law, nhưng ở Pháp thì gọi là primauté du droit. Thế coi thượng tôn pháp luật đấy. Nhưng mà đây, thượng tôn pháp luật không phải là chỉ ở những cái người dân, công dân, mà tất cả mọi người.
người thi hành pháp luật, mà quan trọng hơn nữa là những cái người mà giải áp dụng pháp luật để làm trọng tài, tức là xử án. Thì với cái hệ thống tư pháp của các nước còn theo chủ nghĩa Marxist Lenin, tôi gọi chung là Marx Lê Mao này, vì là thêm cả Mao Trạch Đông nữa, thì tôi bảo khi mà họ theo cái tinh thần Marx Lê Mao đó thì làm gì mà còn có sự mà đặt luật lệ gì trên hết, vì họ họ coi là tranh đấu giai cấp, luôn luôn họ đặt vấn đề ai thắng ai, mà một khi họ coi là họ thắng rồi đó thì kẻ thắng ấy là người ra luật, cái ý muốn của kẻ thắng là luật, chứ còn anh đặt một cái thứ pháp luật nó lên trên hết tất cả ấy, thì là lý tưởng. Tôi thì tôi thuộc về cái loại người không tưởng ấy, tôi tin là có một cái nền pháp lý, không tôi dám nói là luật vì không phải là luật, nhưng là có những cái nguyên tắc nó về pháp lý nó mới vượt lên trên chúng ta. Chẳng hạn như có ai phủ nhận cái quyền sống không, có ai nó phủ nhận cái quyền mà tự do tư tưởng cho đầu óc mình không, có ai phủ nhận được cái quyền tự do yêu ghét thế, những cái gì đó nó có những cái thiêng liêng không thể bỏ được, nó là những cái nguyên lý không thể phủ nhận được. Như thế nó là tạo nên một cái nền tảng pháp lý đó vượt lên trên chúng ta rồi. Thế vậy thì dựa vào cái đó thì bây giờ mình có nói chuyện được, chứ còn nếu chỉ dựa vào pháp luật không thôi ấy, thì bây giờ anh Tàu nó bảo Hoàng Sa Trường Sa là của tôi, Việt Nam Hoàng Sa Trường Sa của tôi, để đem ra tòa án xử ra sao, luật lệ nào, luật lệ quốc tế chưa nói đấy. Nên ngay một cái hiệp định 16 nước ký mà với cái sự hiện diện của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc là hiệp định ngày 27, ngày nay là ngày mai đó, đó là ngày kỷ niệm hiệp định Paris ngày 27 tháng Giêng 1973 đó. Thế thì ông hỏi rằng là một cái hiệp định như vậy mà người ta xé bỏ như không thì còn nói chi đến những các cái luật lệ khác đó, làm cho có luật quốc tế gì đâu, mà liệu thì có tòa án quốc tế để xét xử những cái vụ đó đâu, rồi nếu mà có bắt buộc được không, khó lắm, chúng ta phải thực tế. Có thế thôi, trong những cái vụ như thế này, ngoài cái phương pháp là thương lượng, mà đây đó, mình đừng có để thương lượng một cái khỏe với mình yếu, mà thương lượng điều đình như thế là tôi luôn luôn bị khỏe nó bắt đạt rồi. Thôi thầy, và nếu mà có thương thuyết, có điều đình gì phải có đông người, thì rồi bây giờ ít nhất là dùng cái áp lực đa số thì mình có thể bắt người ta theo đúng các nguyên tắc pháp lý được. Chứ còn để chỉ có điều đình giữa hai nước với nhau, anh khỏe mới anh yếu, thì yếu luôn luôn phải chịu nhượng bộ cho gì nữa. Đấy, đây. Sự thực nó là như vậy. Và nếu chúng ta cứ viển vông coi rằng có cái luật quốc tế đưa ra tòa án quốc tế xử rồi bắt những kia phải theo, ai bắt? Nước nào bắt được? Tôi lấy ví dụ như bây giờ này, các việc chiến sự nó đang xảy ra ở vùng Mali. Thế thì ai bắt được? Nếu không có quân đội Pháp đấy, thì ai bắt được? Thế đấy, thực tế nó là vậy. Xin giáo sư cho biết những ước mơ gì của giáo sư trong những ngày còn lại cho bản thân, cho gia đình, cho quê hương và cho đất nước. Trước hết về bản thân thì tôi cũng mong là tôi còn sống đã để chứng kiến mọi sự việc đã. Thế còn về đất nước thì tôi vẫn tranh đấu trên đây nhé. Đất nước thì phải đi cho dân chủ, độc lập hoàn toàn, mà bây giờ tôi cho là chưa độc lập hoàn toàn, đến ngày nào Đảng Cộng sản Việt Nam còn bị chịu cái sự chi phối của Đảng Cộng sản Trung Hoa đó, chưa độc lập. Thì những cái sự việc xảy ra mới đây nó đem lại cho tôi một cái ấn tượng khá tốt đẹp. Và như thế là Đảng Cộng sản Việt Nam đã dám thách thức Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như các Đảng Cộng sản khác là một đảng vô thần. Và khi mà cái ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến xin ý kiến Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đó, thì mà anh vô thần xin ý kiến
một người lãnh đạo một cái tôn giáo thờ Chúa. Thế như thế điều đó có nghĩa là gì? Có khác gì ngày xưa mà các vua ta chấp nhận sắc phong của vua Tàu không? Tôi chỉ lấy cái gì là đó là cái điều đó đã đem lại cho tôi một cái ấn tượng đẹp đẽ. Như thế đó, tôi tán thành cái việc làm của Đảng Cộng sản Việt Nam là đó là một cái hành động lịch sử. Mà rồi nếu mà ông Nguyễn Phú Trọng đó, và sau này tên tuổi công ấy, được lịch sử ghi lại là ông ấy đã dám làm cái việc vừa rồi. Để đó là một cái sự thách thức đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, và ít ra chứng tỏ không lệ thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc đấy. Điều là rất hay. Đó là đúng cái nguyện vọng của tôi. Nếu mà Đảng Cộng sản Việt Nam tách khỏi cái sự chế ngự của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì nó là một cái chính đảng khác. Thì không có thể nào mà chủ trương là toàn trị được. Vì chính cái thể chế toàn trị nó làm cho là chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới quyết định được thôi. Mà Đảng Cộng sản Việt Nam lại lệ thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc thì tức là ta giao phó cả nước Việt Nam cho Đảng Cộng sản Trung Quốc thì còn gì nữa. Anh ấy một khi mà đã dám tách rời như thế, mà tôi mong rằng đây không chỉ phải là một cử chỉ, mà tôi chắc chắn không phải chỉ là một cái cử chỉ để mà là chấn an dư luận thế giới đâu. Bởi vì cái cử chỉ đó nó quan hệ lắm. Nó khiến cho tất cả, nếu mà những đảng viên Cộng sản họ thấy như thế đó, thì họ bảo rồi thôi là phải tin là Thiên Chúa. Tôi dám nói chị là chị có nhìn thấy rồi. Đây tôi có cái giấy của là ban phép lành của chính Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 kia đấy. Để treo cho cha. Dạ vâng. Dạ, chúng con xin chân thành cảm ơn giáo sư rất là nhiều đã bỏ thời giờ ra cho chúng con cái cuộc phỏng vấn này. Và chúng con cũng rất chúc sức khỏe. Dạ, xin cảm ơn đại chị là giáo đây. Sư và gia đình. Dạ, xin cảm ơn chị và chính là cái đã cho tôi một cái cơ hội để nói lên cái nỗi lòng của mình.